chương 2051. Ông Cụ Lương giải thích, nửa bước hóa thần chỉ có thể nắm giữ một quy luật, hay người ta nói là một loại nhánh quy luật. Giống như quy luật của lửa, lại có thể chia nhỏ thành mấy chục loại. Đừng nói nửa bước hỏa thần, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không thể nắm giữ hoàn toàn. Nghe nói chỉ có một vài đại năng mới có thể hoàn toàn nằm trong tay quy luật trời đất hoàn chỉnh, mỗi động tác của người ấy đó đều khiến trời đất xoay chuyển. Đường Tuấn khẽ gật đầu, theo việc tính tiền tu luyện, anh cũng dần dần hiểu những thứ này. Anh có 99 chữ cổ, nhánh quy luật nằm trong tay nhiều hơn người khác, nhưng quy luật hoàn chỉnh cũng không có đủ. Tôi cố phải cũng phải có một sở trường đúng ý không? Trong đầu đường Tuấn bông hiện ra ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng bị anh gạt đi. Anh có 99 chữ cổ, có ưu thế tự nhiên, nếu đi bằng con đường quy luật sở trường, vậy rất lãng phí tài nguyên này. Nguyên khí của đại thể gia có thể dung hợp với chữ cổ, có thể cuối cùng sẽ xuất hiện thứ không tưởng, trong lòng đường tuấn khể lay động, đã có cách. Nihin Cantoria Kuai Thai Chas Met Vai, Buen Tuân tượng cuối thời như vậy. Cảm thấy có chút hứng thú với thứ được gọi là thần ma rốt cuộc là thứ gì? Anh hỏi ông Cụ Lương, ông Cụ Lương im lặng một lúc trả lời, ít nhất là cường giả cảnh giới động hư, loại sức mạnh này ở trung tâm thế giới tinh hà đều là phe cường hào ác bá. Trong lòng đường tuần nghiêm túc lại, Audio điện tử võ tấn bền Bỗng nhiên, phía trước thuyền hư không có mấy bỏng người bay đến Ông Cụ Lương và Lưu Tuệ sau khi thấy rõ hình dáng mấy người này, mặt biến sắc, vội vàng bay đi Rất nhanh, hai người trở lại, dân theo mấy người Một người trong số đó là một người trung niên đàn ông, giống ông Cụ Lương mấy phần Ông Cụ Lương giới thiệu, đây là con trai của ông ấy Lưu Hoàng Tín, cũng chính là cha của Lưu Tuệ lúc trước vì vết thương của ông ta đã đi đến chỗ sâu của biến tinh hà tìm thuốc không ngờ sẽ gặp lại ở đây sau khi biết được đường tuấn chia khối vết thương cho ông cụ lương lưu hoàng tín không nhịn được nhìn đường tuần sau đó nói cảm ơn cậu đã chữa khỏi vết thương cho cha tôi ngoài miệng anh ta nói cảm ơn nhưng trên mặt không có biểu cảm gì thiếu thành ý anh ta chuyển giọng điệu nói xin mời cậu có thể rời khỏi đây chút không tôi có vài lời muốn nói với cha tôi và lưu tuệ nói người ngoài như cậu có chút không thích hợp hoàng tin anh ông cụ lương nghe vậy biểu cảm đột nhiên có chút lạnh lùng lưu hoàng tín ngắn lại ông cụ nói mỉm cười nhìn đường tuấn nói đường tuấn cậu chắc chắn có thể hiểu được đây là chuyện riêng của nhà họ lưu chúng tôi giọng anh ta rất kiên quyết cũng không có ý thương lượng với đường tuấn lúc nói chuyện bước chân mấy người sau lưng lưu hoàng tín hơi hưởng về phía trước ánh mắt đe dọa nhìn đường tuấn hiển nhiên nếu như đường tuấn không tự giác, một chút, bọn họ sẽ phải dùng đến bạo lực. Đường Tuấn mỉm cười, gật đầu với ông Cụ Lương, sau đó tạm thời rời đi. Hoàng tin, con làm gì vậy? Đường Tuấn có ơn cứu mạng với cha. Sắc mặt ông Cụ Lương không tốt nhìn Lưu Hoàng Tín, hơi tức giận. Lưu Tuệ cũng khẽ cau mày, hãy ra vẻ không vui. Cũng chỉ là một đan dược xưa thôi, hắn chữa khỏi bệnh cho cha, nhà họ Lưu chúng ta cũng đã có sự cảm ơn tương ứng vậy đủ rồi các người đừng quá coi trọng cậu ta, loại người này tôi gặp nhiều rồi, cha cho cậu ta nhiều, cũng sẽ không thỏa mãn, ngược lại muốn leo lên đầu cha. Lưu Hoàng tin cười lạnh nói, Đường Tuấn không phải loại người như vậy. Lương Tuệ muốn giải thích, lại bị giọng nói nghiêm nghĩ của Lưu Hoàng tin chỉ được Lưu Tuệ, con quả ngày thơ rồi. Con làm sao biết cậu ta có bất kỳ mưu đồ gì, e rằng chỉ là bây giờ chưa lộ răng nanh ra thôi. Ông cụ lương thấy anh ta càng nói càng quá đáng, cũng không muốn nghe tiếp nữa hỏi, rốt cuộc con muốn nói với chúng ta điều gì. chương 2052 Lưu Tuệ Thành thật trả lời. Lưu Hoàng Tín kết động thủ quyết, bày bồ cấm chế cách âm xung quanh, lúc này mới hơi yên tâm, từ từ nói tôi gặp người đến từ vực ngoài, chắc hắn đến từ thế giới tinh hà. Cái gì, ông cụ lương khiếp sợ. Cái nơi gọi là thế giới tinh hà cũng không phải là chỉ một thế giới, mà là chỉ một địa vực. Nơi đó tụ tập rất nhiều siêu cấp đại thế giới, đều không ít chủng tộc xếp trong hạng 10. So sánh với thế giới man hoang, chính là một siêu thành thị với một nông thôn nhỏ mắc trong góc. Chắc chân sao, ông cụ lương hỏi. Nếu quá thật đến từ thế giới tinh hà, cho dù chỉ là một đệ tử bình thường, cũng đáng kết giáp với nhà họ Lưu. Tam Lin, Lưu Hoàng tín cưới, anh ta dường như đã biết được phản. Ứng của ông cụ lương, chắc chắn là thật, hơn nữa rất có thể là từ chủng tộc hạng 100 thế giới. Lưu Hoàng Tín nói, con vô tình biết được bọn họ, hôm nay cũng có thể nói chuyên. Bọn họ mới tới nơi đây, cần người giúp, tôi đã giúp nhà họ Lưu tăng tiến. Bọn họ đồng ý cho nhà họ Lưu một cơ hội, lúc họ rời khỏi đây, có. Thể đưa chúng ta theo. Đến lúc đó nếu có thể định cư trên thế giới tinh hà, không biết mạnh lên gấp nhau lần so với thế giới man hoang, Lưu Hoàng Tín nói. Hô hấp của ông cụ lương trở nên nặng này, đầy đúng là cơ duyên của nhà họ Lưu bọn họ muốn chúng ta làm gì ông cụ lương hội bọn họ phát hiện một tài nguyên khoảng sản nguyên khí ngầm trong thế giới cần chúng ta giúp đỡ thăm dò lưu hoàng tin do dự một lúc mới lên tiếng làm lính dò đường cho họ ông cụ lương nghe xong sắc mặt đột nhiên xa sầm đến lúc đó tổn thất đều là nhà họ lưu nguyên khí thế giới là thứ thuộc về đối phương điều này khiến ông cụ không thể tiếp nhận được lưu hoàng tín hơi lúng túng lại vẫn nói cha đây là một cơ hội hiếm có nếu như thành công, nhà họ Lưu ta có cơ hội lên một tầng cao. Hơn nữa bọn họ cũng đồng ý, có thể cho nhà. Họ Lưu chúng ta một chút nguyên khi thế giới. Ông Cụ Lương vẫn không cam tâm, đường đường nhà họ Lưu lại phải bị làm lính quèn dò đường cho người ta. Cha, đây thật sự là một cơ hội của nhà họ Lưu, không thể bỏ qua. Lưu Hoàng tin khuyên nhủ lần nữa. Ông Cự Lương hừ lạnh một tiếng nói, những người do hấp, để cha gặp họ một lần trước đã. Lúc này Lương Hoàng Tín mới nở nụ cười nói, có thể, con liên lạc với bọn họ. Lúc cha gặp được bọn họ, có thể hiểu được sự vất vả của con. Lưu Tuệ tới gặp Đường Tuấn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, Đường Tuấn, nhà họ Lương tôi có thể sẽ rời khỏi vực này, cậu có đồng ý cùng chúng tôi rời đi không? Theo cách nói của cha cô, chỉ cần làm xong việc cho những người của thế giới tinh hà kia, nhà họ Lương lập tức có thể rời khỏi, đi tới thế giới tinh hà rộng lớn phía trước. Ở địa phương kia, đại năng khắp nơi, thánh tử như mưa, có thể khiến nhà họ lương một lần nữa quật khởi, đạt đến một tầm cao trước giờ chưa từng có. Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi có sắp xếp của mình. Anh không có tận lực đi nghe ngóng cái gì, nhưng lúc này cũng có thể đoán ra tin tức của Lương Hoành Tín mang về tất nhiên có liên quan đến cái gọi là ngoại vực. Ngoại vực thế giới tinh hà, anh nhất định phải đi, bởi vì năm đó ngựa tôn giả niêm phong địa cầu chính là ở nơi đó, nhưng có điều không phải là bây giờ. Lưu Tuệ trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngoại vực thế giới tinh hà phức tạp hơn so với cậu tưởng tượng, nơi đó có thiên kiêu chân chính mọc lên như rừng, thiếu niên hóa thần cũng không phải số ít. Cô muốn khuyên đường Tuấn thu liếm một chút, làm việc không cần quá không kiêng nể gì cả. Cô nghe Lương Hoành Tín nhắc qua, tại ngoại vực thế giới tinh hà, thiên tài giống như đường Tuấn có được tính là gì, thậm chí nhiều vô số kể, người mạnh hơn anh chỗ nào cũng có. Những người kia đã thắng từ điểm xuất phát, trời sinh so với người khác đã cường đại, đế căn thâm hậu. Có điều, Lưu Tuệ cuối cùng cái gì cũng không nói, cô sợ lời của mình sẽ đả kích tới Đường Tuấn, khiến anh trở nên mất tinh thần. Cậu ta nói thế nào? Lưu Tuệ rời khỏi phòng của Đường Tuấn, đi gặp Lương Hoành Tín. Bởi vì cái này vốn là Lưu Tuệ cầu xin ông ta, để lúc ông ta rời đi mang theo Đường Tuấn. Lưu Tuệ thành thật trả lời. Lương Hoành Tín hừ lạnh một tiếng nói, không biết tốt xấu. Nhà họ Lương đồng ý cho cậu ta cơ hội, là cậu ta không biết trân trọng. Ông ta nhìn Lưu Tuệ, sắc mặt ôn hòa nói, Lưu Tuệ, không cần tiếp tục thân thiết với cậu ta, loại người này không đáng. Đợi đi đến ngoại vực thế giới tinh hà, con sẽ quen biết được với những thần tử, thánh tử ưu tú hơn cậu ta gấp trăm lần, thậm là người dòng dõi đại năng. Những người này mới đáng giá để con kết giao, là đối tượng phù hợp với con. Ông ta vừa nhìn liền nhận ra con gái của mình có cảm tình với Đường Tuấn, muốn nhân lúc còn sớm mà bóp chết ý định này giọng của ông ta lạnh lùng, coi như không nói đến những thần tử, thánh nữ kia, cậu lục chúng ta cần đi gặp lần này so với tên nhóc kia lợi hại hơn gấp mấy chục lần. chương 2053 đừng mạo phạm cậu ta. Ánh mắt lương hoành tín hơi âm trầm, thầm nghĩ, chờ đến lúc gặp cậu lục, tên nhóc kia chắc hẳn sẽ tự ti mặc cảm, chủ động rời đi. Mà lưu tuệ cũng sẽ triệt để quên cậu ta đi. Ông cụ lương đem địa đồ phân cho các nhà, mỗi một thế gia đều có bí mật của mình, không muốn cùng với người khác tìm kiếm, cho nên hành động này của nhà họ Lương cũng không có gây chú ý đến các thế gia. Bảo Thuyền Hư không chạy ở biên giới chiến trường thần ma rất cẩn thận. Ở đây vẫn còn pháp tắc thần thông lưu lại, một khi không cẩn thận thì chính là cảnh thuyền hủy người mất. Rất nhanh, Bảo Thuyền Hư không đã chạy đến dưới chân một tòa núi nhỏ. Lương Hoành Tín dừng bảo thuyền lại, nhanh chóng bay về phía trước. Ông ta đi rất nhanh, sau đó quay lại dẫn theo ông cụ Lương lưu tuệ cùng đường tuấn đi tới tôi mang mọi người đi gặp cậu lục đợi lát nữa mọi người nói chuyện phải chú ý một chút đừng mạo phạm cậu ta lương hoành tín dặn dò lúc ông ta nói ánh mắt tận lực nhìn về phía đường tuấn hiển nhiên là để anh chú ý một chút lưu tuệ lén lút nhìn đường tuấn phát hiện sắc mặt anh rất bình tĩnh hừ chờ lát nữa xem cậu còn có thể ra vẻ bình tĩnh hay không lương hoành tín trong lòng khinh thường cho rằng đường tuấn là đang làm bộ làm tịch rất nhanh, vài người đã xuất hiện trước mặt họ. Những người này mặc trang phục mang theo màu sắc cổ đại, cùng với phong cách của thế giới man hoang có khác biệt rất lớn. Khí tức trên người bọn họ đều rất cường đại, cả năm người vậy mà đều là bán bộ hóa thần cấp bậc cao thủ. Đến đồ vật đeo trên người cũng đều là một thứ bảo vật, xa hoa tới cực điểm. Lúc bọn họ nhìn về phía mấy người Đường Tuấn cũng chỉ là khẽ nâng đầu, lộ ra vẻ rất kiêu ngạo, khinh thường. Lương Hoành Tín đây chính là người mà ông nói sao yếu như vậy mấy người kia đánh giá đám người đường tuấn một thanh niên trong số đó rất khinh thường nói lương hoành tín cười lấy lòng nói cậu lục ở đây dù sao cũng là thế giới man hoang không thể so bì với thế giới tinh hà các anh được lúc nói chuyện ông ta đem mấy người giới thiệu một chút người thanh niên trước mặt này là lục tín vĩ mấy người khác xem như là đồng bọn mấy người lục tín vĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới ông còn có chút tự biết lấy mình, thế giới man hoang các người, đạo thuật, tu hành đều kém đến cực điểm, xác thực khó mà sinh ra được tu hành giả cường đại. Nếu như không phải nơi này có thể có di sản của thần ma, chúng tôi mới lười tới đây. Ánh mắt cậu ta chằm chằm nhìn Lưu Tuệ nói, đây chắc là con gái của ông, thế mà chỉ là cảnh giới nguyên anh cảnh đỉnh cao, đến nửa bước hóa thần cũng không phải. Trước tu vi như vậy, ở nhà họ lục đến tư cách làm hầu gái của tôi cũng không có. Có điều bây giờ chấp nhận một chút vậy, tới đây bóp vai cho tôi. Sắc mặt lương hoành tín lập tức khó coi, nhìn về phía lưu tuệ, lưu tuệ, con. Ông cụ lương trực tiếp nổi giận nói, thế giới tinh hà chó má gì chứ, nhà họ lương chúng ta khinh, lưu tuệ, đường tuấn, chúng ta đi. Lưu tuệ là cháu gái bảo bối của ông, thế mà lại để cô đi bóp vai cho người ta, làm cái việc của hầu gái. Lương Hoành Tín truyền âm cho ông cụ Lương nói, thân phận của cậu lục tôn quý, để lưu tuệ bóp vai cho anh ta cũng không tính là gì. Ông cụ Lương muốn đập chết ông ta, để cho con gái của mình bóp vai cho người ta mà lại không tính là gì. Ông trầm giọng nói, muốn làm, anh tự làm. chương 2054, xem ra tên chăn ngựa này rất không nghe lời A. Lương Hoành Tín đưa tay bắt lấy Lưu Tuệ nói, Lưu Tuệ, đây là cơ hội của nhà họ Lương chúng ta, con vì nhà họ Lương hy sinh một chút, Lưu Tuệ mắt đỏ bừng, vô cùng ấm ức, cô sao lại có người bố như vậy chứ, nhìn ánh mắt của Lục Tín Vĩ, cô sao lại không biết tâm tư của đối phương, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bóp phai. Buông tay, Đường Tuấn nhìn Lương Hoành Tín, cau mày nói. Lương Hoành Tín nói, Đường Tuấn, cậu câm miệng cho tôi, đây là việc nhà họ Lương chúng tôi, không liên quan gì tới cậu. Bốp, ông ta vừa mới dứt lời liền bị một trưởng của Đường Tuấn đánh bay ra ngoài. Lương Hoành Tín mặc dù cũng là nửa bước hóa thần, nhưng thế nào cũng không so được với Đường Tuấn. Xoạt soạt xoạt, soạt. mấy người lục tín vĩ vây quanh Đường Tuấn, nụ cười trên mặt bọn họ thu lại nói, quát con, mày dám động thủ. Quỳ xuống, tự phế tu vi. Thế giới man hoang quả nhiên là hoang dã, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu. Mấy người đều thi nhau cười lạnh. Lục tín vĩ, đem người này giao cho tôi đi, nhà họ kim chúng tôi vừa vặn thiếu một tên chăn ngựa. Lúc này, một cô gái ăn mặc có vẻ được nuông chiều cười đùa nói cô gái này tên kim linh chi là người của nhà họ kim ở ngoại vực hắc hắc tu vi của anh ta không tệ quả thực thích hợp thuần dưỡng những con ngựa hoang hung thú nếu không phục liền một roi quật xuống hung hăng quật lục tín vĩ phất tay nói tôi đồng ý anh ta liền giao cho cô mấy người bọn họ hoàn toàn không đem đường tuấn để vào mắt lại làm ra những việc như vậy với đường tuấn quát con còn không mau cút qua đây, từ nay trở đi, nhà họ Kim chúng tao chính là chủ nhân của mày." Kim Linh Chi vẫy vẫy tay, dáng vẻ hất hàm sai bảo. "Đường Tuấn, Lưu Tuệ vội vàng bắt lấy Đường Tuấn, nhìn anh lắc đầu." Đường Tuấn buông tay cô ra, cười nói, "Một đám có tiếng không có miếng mà thôi." "Kim Linh Chi, tên chăn ngựa này nhà cô nói chúng tôi là có tiếng không có miếng kìa." "Xem ra tên chăn ngựa này rất không nghe lời a." À. Lời này của Đường Tuấn chẳng những không làm mấy người lục tín vĩ tức giận, ngược lại còn cười đùa nhìn Kim Linh Chi. Kim Linh Chi khẽ cười lạnh, bàn tay quạt về phía Đường Tuấn nói, quát con, hôm nay tao sẽ cho mày biết bài học đầu tiên của bọn tôi tới nhà họ Kim, phải biết tôn trọng chủ nhân. Tại nhà họ Kim chúng tao, kẻ chăn ngựa địa vị thấp nhất, đến tôi tớ cũng không bằng, không có tư cách nói chuyện. Luồng khí trên tay cô ta xoay tròn, dường như có thể bắt được vạn vật, mang theo một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ, nếu thật sự đánh chúng người, tuyệt đối sẽ không đơn giản là bị chút vết thương nhẹ. chương 2055 Đường Tuấn tất nhiên sẽ bị chém giết. Đối mặt cái gọi là Đại Kim Ngọc Thủ trưởng, Đường Tuấn cùng lúc đó cũng đánh ra một trường. Anh đã nhận ra được thực lực của Kim Linh Chi này so với nửa bước hóa thần của thế giới man hoang mạnh hơn hai lần. Quanh một tiếng, bàn tay hai người thời gian ngắn chạm nhau, Kim Linh Chi liền cảm thấy một cỗ lực khổng lồ từ cánh tay chuyển đến, chỉ chống đỡ được trong phút chốc, kim linh chi bị lùi ra sau mấy bước, cơ thể run rẩy không ngừng, thét lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ý cười trên mặt mấy người lục tín vĩ chợt cứng đờ, trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của kim linh chi trong mấy người bọn họ không tệ, không nghĩ tới thế nhưng lại bị một trưởng đánh lui. Quát con, có chút bản lĩnh, có điều, thực lực của bọn tao, mày vẫn là không thể tưởng tượng được. Mấy người chúng ta cùng liên thủ, đem nó bắt lại. Lục tín vĩ nói với những người còn lại mấy người nhao nhao gật đầu bọn họ cảm thấy từ trên người đường tuấn có một chút áp lực có thể ở nơi như man hoang trưởng thành đến bước này xem ra trên người có không ít bí mật giao toàn bộ ra đây mắt lục tín vĩ sáng hừng hực anh ta ra tay trước trong tay xuất hiện một cây long giản đập về phía đầu đường tuấn trong tay những người khác cũng xuất hiện đủ loại bảo vật bọn họ thôi động bảo vật mạnh mẽ liên thủ muốn một quyền đánh giết đường tuấn dựng nên uy danh vô địch Kim Linh Chi lần nữa động thủ, lần này cô ta so trước đó còn hung mãnh hơn, mười ngón búng ra, giống như con gái Giang Nam đang đánh tỷ bà, thế nhưng loại vũ khí này lại có thể làm vỡ vụn bảo khí. Ông cụ lương kéo lưu tuệ liên tục lui về phía sau, sợ bị khí tức trên chiến trường lan đến gần gây ảnh hưởng. Lương Hoành Tín cũng lui đến bên cạnh ông cụ lương, trầm giọng nói tên nhóc này chết chắc. Mấy người cậu lục, cô Kim Liên thủ lại, đủ sức có thể chiến đấu cùng hóa thần cảnh. Ông cụ lương đánh một trường vào gáy của ông ta nói, mở miệng lại một tiếng cậu lục, cô Kim, ông đây đem anh nuôi lớn là để làm tôi tớ cho người ta sao? Lại còn muốn đem con gái mình đưa đi để cho người ta gây hại, nhà họ lương ta sao lại có dạng con cháu không cần mặt mũi thế này chứ? Lương Hoành Tín không dám nói nữa, ông ta nhìn chằm chằm vào trận chiến, tràn đầy hận ý với Đường Tuấn, cảm thấy nếu như không phải Đường Tuấn, sự tình cũng sẽ không diễn biến đến bước này. Chờ Đường Tuấn bị chém giết, bố thì biết rõ mình là suy nghĩ cho nhà họ lương một đường tuấn làm sao có thể cùng thế gia của ngoại vực so sánh lương hoành tín thầm nghĩ trong lòng ông ta tin rằng trận chiến này không có bất cứ vấn đề gì đường tuấn tất nhiên sẽ bị chém giết đều nói các người là có tiếng không có miếng yếu không ra bộ dạng gì người của ngoại vực chỉ có chút tiêu chuẩn này sao đường tuấn quát tốc độ của anh rất nhanh liên tục đánh ra năm trưởng lấy một địch năm không chỉ trong nháy mắt phá liên thủ của năm người mà còn đem bọn họ đẩy lui. Audio điện tử võ tấn bền chương 2056, vậy mày cũng đi chết đi. Những kẻ đến từ ngoại vực này quá tự mãn, chỉ có bọn họ được vũ nhục người khác, người khác nói bọn họ một câu thì chính là tội lớn, là khinh người quá đáng. Tôi không tin. Lục tín vĩ cắn răng, bọn họ đến từ ngoại vực thế giới tinh hà, miệt thị thế giới man hoang này, làm sao lại thua được. Tôi cũng không tin, Kim Linh Chi cũng nói. Sắc mặt những người khác đều lạnh thấu xương, liên thủ một lần nữa. Nhưng lần này tu vi của đường Tuấn biểu hiện ra càng đáng sợ, một trường đánh qua, địa hỏa thủy phong mãnh liệt, dường như có rất nhiều lực lượng pháp tác đồng thời bị thôi động. Chỉ một trường, mấy người lục tín vĩ đã thua, hơn nữa thua thật thê thảm, bọn họ giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, chỉ có bắp thịt trên mặt còn có thể động đậy. Cái này, lương hoành tín kinh hãi tột cùng, tên nhóc này có phần quá cường hãn rồi đường tuấn đi qua nhìn xuống mấy người nói nói cho tao biết một chút tin tức hữu dụng mày mơ tưởng chúng tao là người của ngoại vực thế giới tinh hà sao có thể cúi đầu trước loại người man di như mày mày có bản lĩnh thì giết tao đi đến lúc đó tộc nhân của chúng tao sẽ san bằng các người ở đây diệt đi chín họ nhà các người người kia không những không sợ ngược lại còn ra uy danh uy hiếp đường tuấn đường tuấn cậu đừng có mà làm loạn Lương Hoành Tín lại lên tiếng cảnh cáo. Trong mắt đường Tuấn hiện ra sát khí, đến giờ này mà những người này còn lớn lối như thế, anh trầm giọng nói, đã là vậy thì các người đi chết đi. Nói xong, trong ánh mắt không dám tin của người kia, đường Tuấn đạp xuống một cước, dẫm mạnh vào đầu anh ta, đến thức hải tinh thần cũng không còn sót lại. Người tiếp theo, đường Tuấn đến chỗ một người khác hỏi, có tin tức gì, nói cho tao biết. Người kia thấy đồng bọn đầu óc nát bét, cơ thể lúc này run rẩy không ngừng nói, mày, mày nằm mơ. Tao thật bội phục dũng khí của bọn mày, có điều, tạm biệt. Đường Tuấn lại đạp một cước giẫm nát đầu người này không chút lưu tình. Anh ra tay không chút suy nghĩ, những người này im lặng chính là muốn đổ sát chín họ nhà anh. Mà đầu, bọn tao là sẽ không khuất phục, tộc nhân sẽ tiêu diệt tinh cầu này, báo thù cho bọn tao. Kim Linh chi hô, vậy mày cũng đi chết đi chương 2057 thật sự không thể tốt hơn. Hóa ra bọn họ đều chỉ là tôi tớ của những cô chiêu, cậu ấm của các thế gia ở ngoại vực thế giới tinh hà, là thân phận người ở. Bọn chúng đến để dò đường cho những cậu ấm thế gia kia. Sau khi bảo đảm mọi thứ an toàn, những cậu ấm, cô chiêu kia mới sẽ đến đây. Đồng thời, anh ta còn thành thật nói ra chuyện phát hiện ra khoáng sản của thế giới nguyên khí, không dám giấu giếm một chút nào lương hoành tín càng nghe sắc mặt càng là khó coi hóa ra bọn nhóc con này cũng chỉ là hạ nhân mà thôi ông ta suýt chút nữa đem con gái của mình đi bóp vai cho người ta nghĩ tới những điều này ông ta buồn bực muốn thổ huyết vốn là muốn thân cận rể quý không nghĩ tới nhưng lại là đồ con rùa chúng tôi đã nói tất cả chúng tôi có thể đi được chưa người kia mở miệng vừa rồi như vậy làm nhục tôi còn muốn sống đường tuấn lạnh lùng cười trêu tức nhìn lục tín vĩ và người kia lúc này năm người còn lại chỉ có hai người bọn họ còn sống bị đường tuấn nhìn như vậy dùng mình một cái lục tín vĩ sợ hãi run rẩy không ngừng lui về phía sau một bên xin tha thứ nói anh không thể giết chúng tôi chúng tôi có thể thay anh che giấu nói ba người kia đột nhập nhầm mà chết không phải bị người ta giết chết đường tuấn tôi làm việc cần gì phải để người khác giúp tôi che giấu thanh âm đường tuấn đầy rét lạnh giết tia điện trên ngón tay đường tuấn lưu chuyển hai tia điện phun ra như rồng như rắn bắn về phía hai người lục tín vĩ lương hoàng tín sợ tới mức hai chân run rẩy anh không nghĩ tới đường tuấn hung tàn như vậy lại muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương ha ha làm chuyện không thể lộ ra ngoài thì giết người diệt khẩu sao tôi lại cứ không để cho anh được như ý đó đúng lúc này một thanh âm ở trong không trung vang lên vô cùng quỷ dị cùng lúc đó hai luồng khí mạnh mẽ đánh tới không ngờ lại triệt tiêu hai tia điện do đường Tuấn đánh ra. Một người mặc áo bảo sám vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hai người lục tín vĩ, anh ta mang theo một cái mặt nạ người không mặt mũi, lưng đeo hai tay, ánh mắt xuyên qua hai lỗ nhỏ nhìn chằm chằm đường Tuấn, mang theo một loại ý tứ khinh miệt. Chúng ta chưa chết à, hai người lục tín vĩ kích động kêu lên. Người đàn ông đeo mặt nạ thản nhiên nói, có tôi ở đây, anh ta cũng không làm gì được cậu, chứ đừng nói là giết các người được rồi tốt lắm lục tín vĩ nghe vậy rất hưng phấn trên mặt lại lộ ra thần sắc kiêu căng nhìn mấy người đường tuấn nói các anh xong đời rồi chúng tôi sẽ bẩm báo với tộc đến lúc đó trong tộc sẽ phái cao thủ giết anh đường tuấn không để ý tới anh nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ kia hỏi anh là ai cái này anh không quản được anh chỉ cần biết tôi là khắc tinh trời sinh của anh người đàn ông đeo mặt nạ mỉm cười đắc ý nếu anh quỳ xuống trước mặt tôi có lẽ tôi có thể không so sánh những sai lầm trước đây của anh. Anh vừa rồi giết người, đã bại lộ tu vi của anh. Với thực lực của tôi, trong vòng 10 chiêu là có thể lấy tính mạng của anh. Hai người lục tín vĩ càng nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên, giết chết anh ta đi, anh chính là vị khách tôn quý nhất ở ngoài lãnh thổ chúng ta. Ngoặc kép, chương 2058 chết đến nỗi không thể chết được nữa. Đó là tất nhiên, Tôi sẽ sử dụng anh ta như là một chứng chỉ biểu quyết lòng trung thành." Người đàn ông đeo mặt nạ nói. "Anh đã nói đủ chưa?" Đúng lúc này, Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi. Trong mắt mấy người này giống như không có sự tồn tại của anh, tự mình đàm luận, giống như bọn họ biến thành mãnh hổ mà Đường Tuấn lại là thỏ trắng. Người đàn ông đeo mặt nạ nhất thời nở nụ cười, nói, "Như thế nào? Bây giờ anh có muốn cầu xin sự tha thứ không?" Hai người Lục Tín Vĩ cũng không còn sợ Đường Tuấn nữa trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, vừa rồi anh nói, tôi không giết được bọn họ. Người đàn ông đeo mặt nạ cười, tất nhiên, thực lực của anh, tôi đã hiểu thấu. Nếu anh không tin, bây giờ anh có thể thử. Chúng tôi đang ở đây, anh đến và giết chúng tôi đi. Lục tín vĩ kiêu ngạo nói. Được. Đường Tuấn chỉ đáp lại một chữ. Thân hình anh bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí thức nào người đeo mặt nạ và bọn người lục tín vĩ nhất thời trở nên khẩn trương nhìn xung quanh vừa rồi anh ở trong bóng tối tôi ở ngoài sáng mới cho anh cứu bọn họ bây giờ vị trí đã đảo ngược lại anh có dám nói điều này trong không trung truyền đến thanh âm của đường tuấn vừa dứt lời lục tín vĩ cùng một tên khách ngoại lai khác đột nhiên nổ tung hóa thành một vũng máu chết đến nỗi không thể chết được nữa người tôi muốn giết ai cũng không ngăn cản được đừng tưởng rằng tôi không biết anh là ai, ngươi là Tiêu Hùng Thịnh. Trong ánh mắt có chút kinh hãi của người đàn ông mặt nạ, Đường Tuấn lại nói. Anh xuất hiện một lần nữa trước người đeo mặt nạ, nói ẩn đầu lộ đuôi, cũng muốn giết tôi. Trong khi nói chuyện, anh lại tát một cái nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ năng lực cường đại, dĩ nhiên đỡ được một trường này, nhưng trên mặt nạ anh ta lại bị kinh khí xé rách. Xoẹt! Mặt nạ nứt ra và để lộ khuôn mặt của anh ta gương mặt giống tiêu cửu trọng y như đúc, chính là tiêu hùng thịnh. Trên mặt tiêu hùng thịnh mang theo khiếp sợ, nói, đường tuấn, không nghĩ tới anh lại mạnh mẽ đến mức này, là tôi thất sách. Nhưng lần sau anh sẽ không có may mắn như vậy. Thân hình anh ta lui về phía sau, muốn dung nhập vào trong sương mù bao quanh. Còn muốn đi, chương 2059, đồ vật không biết sống chết. Ngoặc kép, dùng vũ khí của đường Tuấn ngăn cản đường Tuấn, Tiêu Hùng Thịnh đang cố ý khiêu khích anh. Hừ, bia vạn giới lại để anh sử dụng, trả lại cho tôi. Bàn tay đường Tuấn mở ra, chộp về phía bia vạn giới. Đúng lúc này, trên bia vạn giới nổi lên một luồng ánh sáng, bên trong lại truyền ra thanh âm của Thái Thượng trưởng Lão Họ Trì, đồ vật không biết sống chết. Ngoặc kép, một cỗ cự lực từ trong đó truyền ra, lại có thể đánh vỡ bàn tay đường Tuấn. Thân hình đường Tuấn chậm lại, Tiêu Hùng Thịnh thì nhân cơ hội mang theo bia vạn giới chạy trốn. Đường Tuấn, lần sau gặp mặt, anh sẽ không gặp được may mắn như vậy đâu. Thanh âm đắc ý của Tiêu Hùng Thịnh từ trong hư không truyền tới. Đường Tuấn không truy kích, sắc mặt âm trầm đứng yên. Đường Tuấn, cậu không sao chứ? Lương Tuệ có chút lo lắng hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, thở phào nhẹ nhóm, lúc này mới bình tĩnh lại. Lương Hoàng Tín cũng đi tới, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, Đường Tuấn, anh lại dám giết năm khách ngoại lai, chuyện này anh phải tự mình gánh vác, không liên quan đến nhà họ lương chúng tôi. Thằng nhóc thối, con nói gì vậy? Lương Hoàng Tín vừa nói xong, đã bị lương lão gia tử thô bạo cắt đứt, con cho rằng đường tuấn sẽ giống như con sao, đưa lưu tuệ đi làm nha hoàn cho người khác sao? Lương Hoàng Tín nhất thời không dám nói nữa, anh cũng không ngờ đối phương lại là nô bộc thư đồng bên cạnh công tử ngoại vực, địa vị thấp như vậy. Chẳng qua ngay cả một thư đồng, thị nữ cũng có loại tu vi này, con cháu ngoại vực thế ra chân chính kia tu vi chẳng phải là khủng bố đến cực điểm sao, nói không chừng có thiếu niên hóa thần thiên tài vô song. Lương Hoàng Tín thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, tôi muốn đi cái mỏ nguyên khí thế giới kia xem một chút, xem có thể tìm được nguyên khí thế giới hay không. Đường Tuấn nói. Anh đã từ trong miệng mấy người lục tín vĩ hỏi vị trí quáng sản, nếu mà có thể đạt được nguyên khí thế giới, vậy đối với tu vi của anh sẽ rất có ích. Trương 2060, đây là nơi bọn họ muốn nhà họ Lương chúng ta thăm dò. Anh ta nhìn bia vạn giới trong tay, nghe răng cười nói, lần này không có bị anh ta cướp đi bia vạn giới, có thể thấy được số mệnh của người này không bằng mình, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay mình thôi. Nói xong, anh liền biến mất giữa trời đất. Mà ở một chỗ khác, mấy người trẻ tuổi mặc trang phục sang trọng, toàn thân ăn mặc đẹp đẽ từ trong một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện thư đồng lục tín vĩ của tôi đã chết, một thanh niên trong đó nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng nói. Thị nữ Kim Linh Chi của tôi cũng đã chết, một cô gái trên đầu cài một cây châm bạch ngọc, mặc một thân trang phục trầm giọng nói. Tiếp theo, lại có mấy người nói nô bộc của bọn họ gặp chuyện không may. Chết tiệt, lục tín vĩ bọn họ chết không tính làm gì, nhưng loại chuyện mất mặt này ngộ nhỡ truyền về, đối với chúng ta ảnh hưởng vô cùng bất lợi, nhất định phải điều tra cha ra là ai đã giết bọn họ, sau đó chu di cửu tộc. Thanh niên mới bắt đầu nói chuyện hiển nhiên là lãnh đạo nhóm người này, rất nhanh đã ra lệnh. Lục Trầm, nghe nói lúc trước đám người lục tín vĩ phát hiện một chỗ khoáng sản có thể ẩn chứa nguyên khí thế giới, có lẽ chúng ta có thể đến đó xem một chút, nói không chừng sẽ có một ít manh mối. Cho dù không có manh mối, nếu như có thể đạt được nguyên khí thế giới, đối với tu vi của chúng ta cũng có trợ giúp. Có người đề nghị. Thanh niên lục trầm nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Đến lúc đó chỉ cần ai xuất hiện trong khoáng sản kia, cho dù không phải hung thủ giết mấy người lục tín vĩ, cũng không thoát khỏi có liên quan được, đến lúc đó tất cả đều giết. Bọn họ sát khí đằng đằng, căn bản không quan tâm có thể giết nhầm người hay không. Không sai, quản tên đó là ai làm gì, dám ngăn cản chúng ta, tất cả đều giết chết. Có người lạnh lùng nói. hang động hắc diếm, đây là một vị trí tương đối đặc thù ở rìa chiến trường thần ma, nơi này mấy trăm năm trước bị một ngọn lửa thần thông màu đen bao trùm, không cách nào tiếp cận được. Cho đến mấy năm gần đây, sức mạnh thần thông kia mới có dấu hiệu suy giảm, lộ ra một cái hang động. Nhiều nơi bên trong hang động vẫn bị ngọn lửa đen lượn lờ, vô cùng nguy hiểm. Nơi này, chính là nơi mấy người lục tín vĩ phát hiện ra nguyên khí thế giới. Mấy người đường tuấn đứng giữa không trung bên ngoài hang động, vừa lúc nhìn thấy một ngọn lửa đen từ hư không vươn ra, xen vào vị trí cửa hang động. Loại lửa đen này thần kỳ không gì sánh được, không có nhiệt độ, nhưng giống như có thể tiêu tan hết thảy. Đây là nơi bọn họ muốn nhà họ lương chúng ta thăm dò. Lương lão gia tử sắc mặt rất khó coi. Hang động hắc diếm, tuyệt đối có thể tính là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở rìa chiến trường thần ma. Audio điện tử võ tấn bền chương 2061, trái cây hỗn loạn Mấy người lương tuệ theo sát đường Tuấn, chậm rãi đi vào hang động hắc diếm. Chờ mấy người đường tuấn tiến vào hang động hắc diếm, bóng dáng tiêu hùng thịnh cũng chậm rãi hiện ra, anh ta mang theo nụ cười đắc ý, nhìn cửa động đen nhánh, lẩm bẩm nói, liều mạng đi, tìm kiếm đi. Cuối cùng sẽ là của tôi. Cẩn thận, trong này nhất định có một ít quái thú biến dị, có thể sinh hoạt ở loại địa phương này, đều không bình thường. Lương lão gia tử nhắc nhở. Đường Tuấn khẽ gật đầu, dọc đường tới đây, bọn họ đang xâm nhập vào hang động hắc diễm, dị thú gặp phải cũng càng ngày càng quỷ dị. Suy, một bóng ma bỗng nhiên từ trong bóng tối vọt ra, tốc độ giống như tia chớp bắn về phía cổ họng Đường Tuấn. Đường Tuấn bấm đầu ngón tay, một đạo kinh khí đánh vào người bóng ma, thế nhưng lại phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến, một ngón tay này của anh, bảo khí bình thường đều sẽ vỡ thành hai nửa, nhưng bóng ma này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng một ngón tay này của đường tuấn rốt cục cũng khiến cho bóng ma kia dừng lại hiện ra bộ dáng cụ thể đó là một con bọ nhỏ chỉ có kích thước bằng ngón tay một chút giống như bọ cánh cứng nhưng nhỏ hơn bọ cánh cứng con côn trùng không lớn nhưng ánh sáng từ đôi mắt nhỏ lại khiến người ta nổi lên một trận nổi da gà là chỉ diễm trùng đây là sinh vật đặc thù của chiến trường thần ma bọn chúng đều là hành động theo đàn cái này hẳn là thoát đơn chỉ diễm trùng xuất hiện nơi nào nhất định có trái cây hỗn loạn, có lẽ có thể tìm kiếm một chút. Bất quá đám chỉ diễm trùng này không biết có sinh ra trùng vương hay không, trùng vương có thể so với người tu hành nửa bước hóa thần, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tựa như thích khách núp trong bóng tối, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ngoặc kép, lương lão gia tử hiển nhiên đối với loại sâu này rất hiểu biết, rất nhanh đem một ít tập tính nói một lần. Đường tuần ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể đạt được đại lượng trái cây hỗn loạn mà nói, vừa lúc vì phá quân doanh luyện chế một ít đan hóa thần, chậm rãi thực hiện kế hoạch 500 nửa bước hóa thần. Đi xem nào, Đường Tuấn nói. Hô hấp của Lương Hoàng Tín cũng nặng nề, nếu như có thể đạt được quả hỗn loạn mà nói, đối với nhà họ Lương cũng có trợ giúp rất lớn. Rất nhanh, Lương Lão Gia Tử khống chế con chỉ diễm trùng đơn độc này tìm được hang ổ của con trùng. Một không gian thật lớn chừng hơn 200 mét vuông, dưới cùng là một hồ nham thạch nóng chảy bùng cháy với ngọn lửa cuồng nộ hai gốc cây ăn quả được trồng trong hồ dung nham trên cành cây có ba mươi mấy quả những trái cây này lớn bằng nắm tay em bé rất đáng yêu trong hang động hàng trăm con chỉ diễm trùng đi qua vách hang động giống như đang bảo vệ hai cây ăn quả trong hồ dung nham bọn đường tuấn chính là từ một trong những hang ổ của con sâu đó bay ra những hang này đều rất rộng rãi có thể đồng thời chứa nhiều người trái cây hỗn loạn, nhìn trái cây trên cành cây, ánh mắt lương hoàng tín đỏ lên. chương 2062, kẻ đột nhập lập tức rời đi. Đây chủ yếu là hiệu suất luyện đan của đường Tuấn quá khủng bố, những quả này giao cho người khác, luyện ra hơn mười mấy hai mươi viên đan hóa thần rất lợi hại, nhưng ở chỗ đường Tuấn có thể tăng gấp ba bốn lần. Có trùng vương, lương lão gia tử bỗng nhiên nói. Mọi người nhìn qua, lúc này mới phát hiện ở trên đỉnh cây ăn quả, một con chỉ diễm trùng cao lớn gấp mấy lần so với chỉ diễm trùng bình thường. Con chỉ diễm trùng chân này lớn, toàn thân đầy gai ngược bén nhọn, thoạt nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Làm thế nào đây? Lương Hoàng Tín cũng vội vàng hạ thấp thanh âm, chỉ diễm trùng này tuyệt đối có thể so với tu sĩ đạt được nửa bước cảnh giới hóa thân, thậm chí có thể tàn sát người tu hành cường đại đạt được nửa bước cảnh giới hóa thân. Diệt côn trùng lấy trái cây, Đường Tuấn trả lời rất lạnh nhạt lương hoàng tín không khỏi khinh bỉ nhìn anh một cái nói ai không nói được tôi còn nói tôi chỉ cần một tay bóp chết trùng vương này câu trả lời của đường tuấn rất đơn giản nói trùng vương rất mạnh một tay có thể bóp không chết hai cái đi lương hoàng tín nhất thời không nói gì tên này thật đúng là cho anh chút màu sắc đã dám mở phòng nhuộm anh đang định nói tiếp vài câu phát hiện đường tuấn đã rời khỏi huyệt động bay về phía hai gốc cây ăn quả ở trung tâm tên này có điên không Lương Hoàng Tín lạnh lùng nói, đây chính là trùng vương, hơn nữa còn có mấy trăm chỉ diễm trùng bảo vệ, cho dù là cảnh giới hóa thần cũng không dám tùy tiện động thủ. Trên chiến trường thần ma có rất nhiều bảo vật, nhưng có thể chân chính đạt được rất ít, bởi vì các loại bảo vật hầu như đều có dị thú bảo hộ. Những dị thú này thực lực đều rất cường đại, đủ để ngăn cản các nhà thám hiểm. Ngậm miệng lại, lương lão ra tử quát. Nhưng trên mặt ông cũng có vẻ lo lắng. Số lượng chỉ diễm trùng này quá nhiều, hơn nữa có trùng vương ở đâu, lực uy hiếp càng thêm vài phần. Lương Tuệ khẩn trương nhìn về phía đường Tuấn, hai tay nắm chặt lấy nhau. Đường Tuấn ngược lại rất bình tĩnh, đi giữa không chung. Sự xuất hiện của anh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tộc chỉ diễm trùng. Kẻ đột nhập lập tức rời đi, trùng vương nói ra tiếng người, cảnh cáo. Nó cảm giác được khí thức nguy hiểm từ trên người đường Tuấn, cho nên không lập tức động thủ. Đường Tuấn chỉ vào quả hỗn loạn, nói tôi muốn những quả này, giao cho tôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Những trái cây này từ trời đất mà sinh ra, cũng không phải chỉ diễm trùng trồng, có thể nói là vật vô chủ, nếu thật sự cướp đoạt, đường Tuấn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. chương 2063 toàn bộ là một mảnh yên lặng. Trên mặt lương hoàng tín lộ ra thần sắc hoảng sợ, run rẩy nói, đây đâu phải là trùng vương đâu, căn bản là chúa tể trùng. Nhân loại, các người dám nhìn trộm quả của tôi. Trùng vương gầm nhẹ, giết, cho tôi nuốt anh ta, hóa thành phân bón cho hai gốc cây này. Trùng vương sát khí lẫm liệt nói. Vô số chỉ diếm trùng ùn ùn kéo đến, giống như thủy triều từ trùng trúc xuống đường Tuấn. Đường Tuấn hít mắt, hai bàn tay đập mạnh ra, mỗi một trường đều có thể đẩy một mảng lớn chỉ diếm trùng lui xuống, nhưng không có cách nào chém giết. Những chỉ diếm trùng này tụ tập cùng một chỗ, lực phòng ngựa tăng lên rất nhiều. Không chỉ có thế, những chỉ diễm trùng này hết đợt này đến đợt khác đến, khiến đường Tuấn gần như mệt mỏi ứng phó, có dấu hiệu bại lui. Trùng vương thấy thế, nhất thời phát ra tiếng cười đắc ý. Cha, chúng ta mau đi thôi, thừa dịp bây giờ đường Tuấn ngăn cản chỉ diễm trùng, chế một chút nữa, chúng ta sẽ không đi được. Lương Hoàng Tín nắm lấy cánh tay lương lão gia tử, khuyên nhủ. Lương lão gia tử sắc mặt hơi trầm xuống, cũng có chút trần chờ thấp giọng nói, lần này đường Tuấn thật sự lỗ máng, trùng vương không phải thứ có thể đấu lại nổi. Có điều ta tin tưởng đường Tuấn, có thể bình yên chạy thoát. Ông đã không còn hy vọng về việc đường Tuấn hái trái cây hỗn loạn, chỉ hy vọng đường Tuấn có thể bình yên chạy trốn. Các người tại sao đến bây giờ còn mù quáng tin tưởng anh ta, nhiều chỉ diễm trùng như vậy, đừng nói là anh ta, cho dù là hóa thần cũng không nhất định có thể sống sót. Lương Hoành Tín trầm giọng nói. Con muốn nhanh thoát ra, đừng ở chỗ này nói nhảm nữa. Lương lão ra tử quát. Lương Hoàng Tín ngẩn người, cha ruột của anh chưa từng đối xử với anh như vậy, nhưng hai ngày nay thái độ đối với anh rất kém. Tất cả là vì anh chàng này, Lương Hoàng Tín đối với Đường Tuấn không có nửa điểm hào cảm. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Đường Tuấn vốn đang rơi vào tình huống nguy hiểm, lúc này lại đánh qua một trường. Trùng Vương ở một bên cười lạnh, nó cảm thấy một trường này không khác gì trường lúc trước, chỉ có thể đẩy lùi chỉ diễm trùng. Nhưng khi trường này bộc phát, cả một mảng chỉ diễm trùng, chừng gần trăm con toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một đám mưa máu. Chết đến nỗi không thể chết được nữa. Toàn bộ là một mảnh yên lặng. Sao có thể như thế được? Lương Hoành Tín chấn động, đây chính là gần trăm con chỉ diễm trùng A, một cái đã đập chết toàn bộ. Trùng Vương cũng sửng sốt một lát, chợt nổi giận, giết, giết tên đó cho ta. Chỉ diễm trùng lại phát động tấn công, nhưng sau đó đường Tuấn lại đánh chết hơn 200 chỉ diễm trùng, không còn một con chỉ diễm trùng nào dám động. Đường Tuấn lại rất lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu tình nào. Vừa rồi mấy trường, anh cơ hồ bày ra toàn bộ thực lực. chương 2064, đừng giết tôi. Chỉ diễm trùng đầy trời rút lui ra, chỉ còn lại một con trùng vương lẻ loi. Trùng vương không thể giữ bình tĩnh nữa, nói đừng giết tôi. Nó thân là dị thú, tu vi không dễ dàng có được, không muốn cứ như vậy mà chết. Tránh ra, Đường Tuấn nói. Trùng Vương tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn rời khỏi hai gốc cây ăn quả. Đường Tuấn nhìn hai gốc cây ăn quả kia, trên mặt lộ ra ý cười. Anh động thủ, hái tất cả quả hỗn loạn xuống, cuối cùng hái được tổng cộng có 35 quả, nếu dùng toàn bộ luyện đan mà nói, hẳn là có 110 viên đến 120 viên đan hóa thần. Lúc này, Lương Hoàng Tín, Lương Tuệ cùng Lương lão gia tử ba người cũng bay tới. Lương Hoàng Tín mở miệng, nói, Đường Tuấn, ba mươi mấy quả hỗn loạn này anh hẳn là chia cho nhà họ Lương chúng ta một nửa. Lương Lão Gia Tử trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, quát lớn, nghịch tử, còn giúp ích gì, còn dám đòi trái cây. Lương Hoàng Tín cười nói, người gặp có phần, hơn nữa chúng ta cũng giúp anh ta hỗ trợ, đừng nói muốn một nửa, cho dù muốn nhiều hơn một chút cũng không quá đáng. Lương Lão Gia Tử nghe vậy, đưa tay đập vào đầu Lương Hoàng Tín, thở phì phò con là tên không biết xấu hổ lão tử sao lại sinh ra loại mất dạy như con rõ ràng là gì cũng không làm còn dám nói là đường tuấn chia cho lương hoàng tín vội vàng né tránh nói với lương lão gia tử cha con cũng là vì nhà họ lương chúng ta mà suy nghĩ cuối cùng đường tuấn chia cho lương ra năm quả hỗn loạn anh cũng không phải kẻ ngốc dựa vào mấy câu nói của lương hoàng tín thì đem quả hỗn loạn nhường ra năm quả này vẫn là nể mặt lão gia tử mà cho Đi thôi, tôi có thể cảm thấy rằng nguyên khí thế giới đã không còn xa. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía một huyệt động trong không gian này, nhẹ giọng nói. Có 30 quả hỗn loạn thu hoạch được trong chuyến đi này đã là không tồi. Nếu như có thể lấy được nguyên khí thế giới mà nói, lại càng tốt. Khi mấy người Đường Tuấn rời khỏi huyệt động chỉ diễm trùng này, Tiêu Hùng Thịnh cũng xuất hiện ở chỗ này. Anh ta nhìn hai gốc cây ăn quả trống rỗng, trên mặt có chút xanh mét, nói coi như để anh đến chỗ đó trước đến lúc đó tôi sẽ lấy về. Tiếp theo dọc theo đường đi, mấy người đường tuấn tuy rằng vẫn gặp phải một ít dị thú, nhưng đều rất thoải mái giải quyết. Chẳng bao lâu, một con sông nham thạch nóng chảy dưới lòng đất chảy ra trước mắt của mọi người. Ở nơi đầu nguồn của con sông nham thạch nóng chảy này, dĩ nhiên là ngọn lửa đen thần thông còn sót lại, mà ở bên cạnh ngọn lửa đen thần thông kia, có một khối ngọc thạch trong suốt hơn 10 mét vuông, bên trong ngọc thạch, từng luồng nguyên khí thế giới đang lưu chuyển, Chương 2065. Sắc mặt Đường Tuấn khê biến, anh vẫn cho rằng nguyên khí thế giới là độc nhất vô nhị, không nghĩ tới lại còn có khí tức có thể so sánh với nó. Tiên thiên mẫu khí, ngũ hành khí, âm dương khí, những thứ này đều có thể so sánh với nguyên khí thế giới. Trong truyền thuyết còn có hồng mông chi khi, hỗn độn khí tức loại này bảo vật tối cao, vượt xa nguyên khí thế giới. Nghe nói nếu người tu hành hít một hơi lập tức có thể một phát hóa thành tiên, trong ánh mặt lương hoàng tin mang theo một loại thần sắc khát khao. Đường Tuấn trong lòng khể động, một hơi là có thể hóa. Thành tiên, đích xác có thể xưng là thần vật tối cao. Nơi này lại không có dị thủ bảo hộ, lương hoàng tín cười. To một tiếng, nói, vừa vặn để nhà họ lương chúng ta lấy bảo. Khí này, lúc nói chuyện, cả người anh ta bay về phía ngọc thạch trong suốt kia, muốn cướp được Ngọc Thạch trước khi Đường Tuấn ra tay, lấy làm của riêng. Hãy cẩn thận, Lương Lão ra tử kinh hồ. Lương Hoàng Tín cười ha ha, nói, nơi này không có dị thù bảo hộ, quả thực là bố trí vì nhà họ Lương chúng ta. Anh ta vừa dứt lời, sông Nham Thạch Nóng chảy bỗng nhiên bắt đầu dâng lên, một bóng roi từ trong sông Nham Thạch Nóng chảy đi ra, một trận trâu rộng từ trong đó chuyển ra. Gào! Thanh âm chấn động cả không gian, làm cho dung nham trong sông đều sôi trào bất an. Một con trâu khổng lồ toàn thân lưu chuyển nham thạch nóng chảy, bốc hỏa từ trong sông nham thạch nóng chảy ra. Bóng roi kia hóa ra là cái đuôi của trâu lửa khổng lồ này, cái đuôi mang theo lực lớn, nhanh như chớp, trực tiếp quật lên ngực lương hoàng tin. Lương hoàng tín quay ngược trở về, ngực mất một mảng lớn, xương gãy không biết bao nhiêu cải. Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp thiếu đốt trên không trung, hóa thành hơi nước từ máu lương hoành tin coi như là được nửa bước hóa thần ngay cả cái đôi con trâu lửa này vung lên cũng không đỡ được nhân loại lại dám tới đây cướp đoạt thần vật chân đạp hư không hai tròng mắt giống như chuông đồng nhìn chằm chằm lương hoành tín lão nghiêu tình khi của ảnh quá nóng này đúng lúc này lại là một thanh âm khác vang lên trên mái vòm một con nhện toàn thân đỏ bừng giống như một ngọn lửa con nhện với hoa văn ma quỷ từng chút từng chút bỏ xuống dưới bụng khổng lồ lại cô sáu con mắt mang theo một loại cảm giác quỷ dị. Lời nàng nói ra lại là một loại giọng nữ, nhìn chăm chăm lương hoành tín, nói, hai người bọn tôi vì khối ngọc thạch này mà rằng có mười mấy năm, một người ngoài như anh lại muốn cướp đi, chết một trăm lần cũng không đủ. Cô vừa rồi nói con trâu lửa to lớn này tính tình bạo phát, nhưng lời mình nói ra còn nhiều sát khí hơn. Quỷ văn hóa chu, mãng cổ thần nghiêu. Lương lão gia tử đỡ lấy lương hoàng tín, khiếp sợ nói đây đều là thứ hung giữ tiếng vang lừng lẫy vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở chỗ này trong mặt lương hoành tín lộ ra về sợ hãi hai con thú hung thủ này mặc dù đều là nửa bước hóa thần nhưng dựa vào huyết mạch hoàn toàn có thể cùng so sánh với tu sĩ ngưng tụ thần tầm thậm chí càng mạnh hơn anh ta thậm chí có chút may mắn vừa rồi nếu là xuất thủ là quỷ văn hóa chu giờ phút này anh đã chết rồi lúc trước lấy anh vì nơi này không người thủ hộ hiện tại mới phát hiện loại ý nghĩ này buồn cười cỡ nào. Mãng cổ thần nghiêu nhìn trăm chăm, chăm đường Tuấn, gầm từng tiếng nói, cứt ra khỏi nơi này, không sẽ giết các người. Quỷ văn hóa nhụy nói, sinh vật hèn mọn, nếu không muốn chết, ra khỏi đây cho tôi. Nguyên khí thế giới này không phải là những gì người có thể tiếp xúc. Lão nghiêu có tính tình tốt, tôi lại không có, chờ tiếp theo sẽ từng ngụm từng ngụm ăn các ngươi. Trường 2066 Lương Hoàng tin, Lương lão gia tử cùng lương tuệ nhất thời sắc mặt tái mét, tuy rằng hai con này đều là thú hung giữ huyết mạch cường hoành, nhưng loại tư thái coi bọn họ là con kiến hội này vẫn làm cho người ta khó chịu. Quỷ văn hóa chu không đi xem mấy người nữa, mà là nói với mãng cổ thần Nghiêu, lão Nghiêu, chúng ta còn muốn tiếp tục giảng co sao. Cái chỗ này đã bị những con kiến hồi này phát hiện, tiếp tục mà nói, đến lúc đó sẽ có càng nhiều người đến. Như vậy đi, khối ngọc thạch nguyên khí thế giới này, hai người chúng ta mỗi người nửa phần mãng cổ thần nghiêu lộ ra dị sắc hiển nhiên có chút động tâm đúng lúc này trên mặt mang có thần người lộ ra đúng lúc này trên mặt mãng cổ thần nghiêu lộ ra một tia tức giận nhìn chăm chăm một phương hướng trầm giọng nói tiểu tử kia người đang làm gì vậy không biết sống chết quỷ văn hóa chu nói chi thấy trong đám người vốn bị bọn họ không để ý một thanh niên thừa dịp bọn họ tranh chấp thế nhưng lại đi về phía khối ngọc thạch kia quả nhiên là nồng đậm nguyên khi thế giới. Tốc độ của thanh miền kia rất nhanh, lập tức đi tới trước khỏi ngọc thạch kia, bàn tay khẽ vuốt ve ngọc thạch, lãm bẩm nói. Người này đương nhiên là Đường Tuấn. Nồng độ của nguồn khí của thế giới này vượt quá trí tưởng tượng của ông. Quỷ văn hóa chu giận dữ nói, tiểu tử, buông cái tay bẩn thỉu của người ra, thần vật như vậy là thử ngươi có thể chạm vão sao. Thần Nghiêu lạnh lùng nói, vừa rồi thả các ngươi một con đường, đừng tự lâm mình, không biết quý trọng đường tuấn quay đầu hỏi hai người đang nói chuyện với tôi à anh vừa rồi chim vào tâm thần đi cảm ứng khí thức nguyên khí thế giới thật đúng là không chú ý mãng cổ thần như cùng quỷ văn hóa chu hai con thủ hung dữ nghe vậy nhất thời giận dữ cho tới bây giờ chỉ có bọn họ không để ý đến người khác hiện tại lại bị người ta bỏ qua lão nghiêu tôi tới giết tên này đợi lát nữa lại nói chuyện với ngươi quỷ văn hỏa chu lạnh lùng nổi mãng cổ thần như gật đầu anh đã cho đám người này cơ hội. Nhưng hiện tại đám người này cư nhiên muốn cùng anh tranh đoạt nguyên khi thế giới, điều này làm cho anh không bảy cách nào tha thứ được. Quỷ văn hóa chu dọc theo vách động bỏ đi, sáu con mắt tản ra ánh sáng âm u khiến người ta thoát tim. Chút ánh sáng âm u này nhanh chóng hóa thành thực chất, hình thành một chùm ánh sáng bản về phía đường Tuấn. Đó là tia tử thần của quỷ văn hỏa chu, có thể tiêu tan thân thể cùng tinh thần của nửa bước hóa thần, không thể tiếp xúc lương lão gia tử kinh hô mãng cổ thần nghiêu không nhìn nhiều nữa tia tử thần của quỷ văn hóa chu ngay cả anh ta cũng không dám đụng vào anh không tin người nọ có thể sống sót năng lực không sai đáng tiếc có chút yếu đường tuần đối mặt với tử vong xạ tuyến chỉ thản nhiên nói một câu anh đưa tay ra và tiếp xúc với tia tử thần tia đảng sợ đủ để hủy diệt thân thể nửa bước hóa thần không ngờ không cách nào lay động bàn tay của đường tuấn hơn nữa theo bàn tay đường tuấn lật lên tia kia còn phản xạ trở về, lập tức xuyên thủng. Thân thể hóa chính. Trên thân thể quỷ văn hoa chu có thêm một cái lỗ, máu màu xanh lá cây chảy ra. a à, quỷ văn hóa chu đau đớn kêu lên, không thể tin được. Không ngờ không chết. Đường Tuấn có chút giật mình, sinh mệnh của quỷ văn hỏa chu này lại mạnh mẽ lạ thường. Nhân loại, người dâm đã thương ta, quỷ văn hóa chu oán hận nhìn đường Tuấn. Một con nhện, cũng dám can đảm hung dữ. Đường Tuấn đạp lên không chung, chuẩn bị diệt con nhện lửa này. chương 2067 Hỏa Chu đối với đường Tuấn có chút kiêng kỵ, vội vàng hướng mãng cổ thần Ngưu Hộ, Lão Ngưu, cùng nhau động thủ, nếu không chúng ta đều không chiếm được nguyên khi thế giới. Mang cả thần ngài phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân có ngọn lửa lượn lờ, hai cái sừng tựa như hai cây kích cao chót phát, mang theo tia sáng vô cùng sắc bén. Trong nhảy mắt, đường Tuấn liên giao thủ với hai con di thủ hai con dị thủ này vô cùng cường đại liên tục bắt tay vào tạm thời ngang hàng với đường tuấn hơn nữa thương thế của hỏa chu đang khép lại từng chút một đúng lúc này một thân ảnh từ một chỗ âm u xuất hiện bay về phía khối ngọc thạch chứa nguyên khí thế giới người này chính là tiểu hùng thịnh anh ra nhằm vào cơ tiên ta le hội đại chiến giữa đường tuấn và hai con dị thú muốn một lần cướp ngọc thạch ha 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 họ đường đa tả anh đã giúp tôi thu hút hỏa lực của hai con dị thú chờ tôi bước vào hóa thần, sẽ cảm tạ anh thật tốt. Tiêu Hùng Thịnh cao giọng nói. Thần Nghiêu Mãng cổ càng thêm tức giận khi nhìn thấy Tiêu Hùng Thịnh đến gần Ngọc Thạch, anh ta la hét mắng chửi Đường Tuấn, loài người thật là đê tiện, không ngờ lại có người giúp, tôi phải giết chết anh. Vết thương của quý văn hóa chu dân phục hồi, trên người quỷ văn phát sáng như phủ lên một lớp lửa, cô ta nhìn đường tuấn và chế nhạo, trước kia anh dám làm tôi bị thương, lát nữa tôi sẽ cho anh sống không băng chết. Nghe xong, Tiêu Hùng Thịnh càng thêm hả dạ, anh ta hét lên, đường Tuấn, anh cố chống cự thêm lát nữa, tôi lấy được Ngọc Thạch thì sẽ giúp anh ngay, đến lúc đó hai ta chia đôi. Hai con thủ lạ cho rằng anh ta đồng lõa với đường Tuấn, anh ta chẳng những không giải thích mà ngược lại còn thán nhiên thừa nhận. Quả nhiên, ngay khi anh ta vừa nói ra thì thể tấn công của thần Nghiêu Mãng Cổ và Quý Văn Hóa Chu Cảng thêm mãnh liệt, bức ép đường Tuấn. Bọn mày nghĩ tao thật sự không phải là đối thủ của bọn mày sao? khi đang thua dồn dập thì đường tuấn bỗng nói chẳng lẽ anh có thể ẩn giấu sức mạnh hay sao nếu có thì mau dùng đi nếu không thì anh cũng sắp chết rồi quỷ văn hỏa chu lạnh lùng nói đường tuấn có thể ngăn cản cô ta liên kết với thần nghiêu điều đó đã khiến cô ta rất kinh ngạc cô ta không tin con người này còn có thủ đoạn nào khác nói như ý muốn của mày phân chia âm dương đường tuấn một ngón tay chỉ ra một tia sáng bắn ra từ ngôn tay mang theo hơi thở mạnh mẽ hệt như thần kiếm xuyên qua bầu trời. Khoảnh khắc một phần mười ấy, ánh sáng quẹt ngang bầu trời như một nhát kiếm khai thiên lập địa, xoẹt qua cơ thể của quỷ văn hóa chu, chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ như tờ giấy bị xé rách. Lủy văn hòa chứ không nói được lời nào, một vết nứt cắt quỷ đôi cơ thể và linh hồn của cô ta, sức mạnh đảng sợ tiêu diệt tất cả mọi cơ hội sống. Cuối cùng, cơ thể có ta chảy thành hai đám xương mù mẫu. Chuyện này, Thần nghiêu máng cổ sợ hãi, sức mạnh này cũng không giống với biểu hiện trước đây của Đường Tuấn, nó đã mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Ngay cả Tiểu Hùng Thịnh cũng ngẩn người anh ta hoảng sợ nhìn Đường Tuấn, trong lòng bỗng có một linh cảm không tốt. Nếu tôi không thể hiện yếu ớt một chút thì sao anh có thể hiện thân được chứ? Đường Tuấn thu lại ngón tay và mỉm cười nhìn Tiêu Hùng Thịnh nổi. Chương 2068. Ngay từ lúc đầu anh đã cảm giác được sự tồn tại của Tiêu Hùng Thịnh nên đã để mình bị hai con thủ lạ tấn công. Quả nhiên, Tiêu Hùng Thịnh vội vã hiện thân rồi. Đáng chết, Tiêu Hùng Thịnh nhỏ giọng nguyền rủa. Chạy thôi, thần nghiêu mãng cổ không cam tâm liếc nhìn Ngọc Thạch rồi chạy ra khỏi hang động. Đường Tuấn không ngăn cản, bởi vì mục đích của anh chỉ có Ngọc Thạch và Tiêu Hùng Thịnh. Tiêu Hùng Thịnh lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, đảo mặt rồi bỗng cười và nói, Đường Tuấn, tôi đưa bia van giải cho anh, anh tha cho tôi được không? anh ta đang nói thì bia vạn giới xuất hiện ở trong tay. Tôi có thể đưa bia vạn giới cho anh trước, Tiêu Hùng Thịnh nói. Anh ta ném bia vạn giới về phía Đường Tuần với bộ dạng rất chân thành. Đường Tuấn đưa tay ra định nhận lấy bia vạn giới thì đúng lúc này, Tiêu Hùng Thịnh cong môi lạnh lùng cười và nhỏ giọng nói, bám. Am am, một chùm ánh sáng cháy rực trên bia vạn giới, năng lượng khủng khiếp tràn ra và lan rộng khắp nơi ánh sáng và nhiệt lượng võ tận đã bao phủ đường tuấn và bia vạn giới. Tiêu Hùng thịnh cười to và nói, để tôi dùng một lá bùa cấp hòa thần cho anh được chết ở đây. Lá bùa cấp hóa thần ngang với một đòn đấm của cao thủ trong giới hóa thần. Cho dù anh ta chỉ có một lá mà thôi. Cuối cùng là điều của tôi. Tiêu Hùng thịnh nhìn miếng ngọc thạch ở trước mắt, anh ta vô cùng đắc ý nói. Vậy sao, vào đúng lúc này, giọng nói của đường Tuấn bỗng vang lên, Cơ thể của tiêu hùng thịnh bỗng nhiên cứng đờ, anh ta nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Anh ta nhìn thấy ánh sáng sông tận đang liên tục thu hẹp lại, cuối cùng hóa thành trùm sáng như nắm tay em bé, rồi bị đường Tuấn cầm chặt trong tay. Nét mặt của đường Tuấn rất điềm tĩnh, ngay cả bộ đồ trên người cũng không có chút hư hại. Sức chiến đấu của anh đã đạt đến cấp bậc cảnh giới hòa thần ngay trong lần đầu hòa hợp với nguyên khí thế giới trừ khi cảnh giới hóa thần thật sự ra tay nếu không thì một là bùa cũng chẳng thể nào làm anh bị thương được không thể nào tiêu hùng thịnh không tin vào mắt mình anh ta cứ nghĩ đường tuấn mạnh hơn tiêu xuân minh một chút mà thôi thậm chí dựa vào bảo vật mới có năng lực này nhưng giờ đường tuấn đã dùng sự thật để dạy anh ta làm người anh đi chết đi đường tuấn bắt lấy bia vạn giới và đập thật mạnh quy luật nơi đây bỗng sôi sùng sục ngay tức khác chuỗi trình tự có cảm giác bị phá vỡ bất cứ lúc nào cả người tiêu hùng thịnh bùng nổ một cú tấn công làm tiêu hùng thịnh không đỡ lại được khi đang nhờ vào bí thuật và bảo vật ngưng tự trên cơ thể một lần nữa thì khuôn mặt của anh ta đây nỗi sợ hãi lần đầu tiên lần đầu tiên anh ta hiểu được sức mạnh của đường tuấn nhanh tải trước kia anh ta luôn nghĩ sức mạnh hai người ngang nhau thậm chí anh ta còn nghĩ rằng anh ta mạnh hơn đường tuấn một chút nhờ vào rất nhiều bí thuật và bảo vật nên trong lòng anh ta không coi đường tuấn ra gì nhưng hiện giờ đường tuấn chỉ với một đòn đã làm anh ta bị thương nặng suýt nữa là đã chết khoảng cách sức mạnh này gần như là bị nghiền nát sao anh ta có thể không tuyệt vọng cho được chả trách anh ta luôn niềm tình như vậy thì ra trong mặt anh ta tôi chính là một chủ hề chạy nhảy khắp nơi lần đầu tiên tiêu hùng thịnh thấy buồn cười đến như vậy nhưng suy nghĩ này rất mau đã bị đã bay ra khỏi tâm trí của anh ta sau đó anh ta quay lưng bỏ chạy không chút do so dự chương 2069. Anh ta trực tiếp sử dụng bí thuật, thậm chí còn dùng một lá bùa. Trong phút chốc, tốc độ bùng phát khiến ai cũng kinh ngạc, ngay cả đường Tuấn cũng không phản ứng kịp, anh rời khỏi hang động. Cái tên này chạy cũng nhanh thật, đường Tuấn bật cười khanh khách, anh không có ý đuổi theo. Anh nhìn bia vạn giới trong tay mình, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Bia vạn giới này đã bị trưởng lão chi tính cướp đi, nay cuối cùng đã về lại tay anh. Ông cụ trì, mong lần sau gặp lại, đường Tuấn thì thầm trong lòng ngục nhanh tại. Nay sức mạnh của anh có thể so với cảnh giới hóa thần ban đầu, anh ta đoán chắc sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với trưởng lão chỉ tính, ít nhất cũng không xảy ra chuyện cướp bình khi như lúc đầu. Đường Tuấn quay người nhìn miếng ngọc thạch, trong ngọc thạch, nguyên khí thế giới đang xoay chuyển, có lúc hóa thành hoa cỏ, có lúc hỏa thành thủ lạ. Nguyên khí thế giới có khả năng biến đổi mọi vật nếu có thể luyện hóa nguyên khi thế giới này thì 94,79 chữ cổ không biết sẽ thay đổi thế nào. Đường Tuấn trong lòng nóng như lửa đốt. Kể từ khi anh tự tu hành đến nay, 99 chữ cổ đã giúp đỡ anh rất nhiều, giờ lại có dấu vết của sự tiến hóa, khô tránh khỏi kích động. Trong lòng đường Tuấn có hơi kích động, anh thu miếng thạch ngọc vào trong nhân không gian. Miếng ngọc thạch này quá lớn, nếu muốn luyện hóa cần một thời gian rất dài. Lúc này có tiếng âm y vang ở cửa hang động, sau đó có mấy bóng người xuất hiện vị trí bọn họ xuất hiện vừa đúng lúc vây quanh ông cụ lưu lương hoành tín và lưu tuệ thủ ngọc thạch xuống là chúng tôi đã phát hiện ra trước một người thanh niên đứng ở phía trước hết với đường tuấn động tác tay của đường tuấn hơi chậm anh nhìn những người kia bộ đồ của những người này cùng phong cách với lục tin vĩ trước kia ngay cả giọng nói cũng khá giống người ngoài vùng ư đường tuấn nhíu mày đã biết lai lịch của chúng tôi còn không mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra. Đó là thứ anh có thể chạm vào hay sao? Người thừa thanh niên nói với nét mặt lạnh lùng. Tôi đã dẫn mọi người vào đây, có thể tha cho tôi được hưa. Lúc này, một con trâu bị thương nặng nói. Con trâu này chính là thần nghiêu mãng cổ, lúc này đã chạy trốn rồi, không ngờ lại bị đám người ngoài vùng bắt giữ. Hi hi, một con trâu mà dám nói điều kiện với bọn tao. Một cô gái đang cầm sừng trâu, dáng người dịu dàng, nhưng sức mạnh rất đáng kinh ngạc thần nghiêu mãng cổ nổi tiếng vì sức mạnh của mình cô ta một tay cầm chặt sừng châu khiển cho châu thần không cử động được điều đáng sợ là một cái sừng của châu thần đã bị gãy cô gái nở nụ cười gần bỗng một chân đá vào bụng của thần nghiêu mãng cổ sức lực mạnh mẽ trong phút chốc xuyên qua cơ thể của châu thần làm châu thần bùng nổ châu thần thiều thảo rồi cuối cùng không cam chịu mà chết đi kha kha ngay cả một đá cũng không đỡ được con trâu như máy không biết xấu hổ mà còn NN nói điều kiện với tao. Cô gái nhếch miệng cười khinh bỉ với nét mặt không quan tâm. Tam lini Ni, Tim Nhu Diệu, thần nghiêu mãng cổ ở trong giới của chúng tôi chẳng qua chỉ là một sinh vật bình thường mà thôi, chả có gì đáng đắc ý cả. Người thanh niên nhắc nhở cô gái. Cô gái lau đi vết máu không may dinh lên chân mình rồi cười nói, điều này đương nhiên là tôi biết. Trong giới này, cái gọi là nhân vật thiên tài trong mắt chúng tôi cũng chỉ là hữu danh vô thực, đều là một đám hèn nhát. Đang hội thi ảnh là nhìn sang người bên cạnh người này, chính là Tiêu Hùng Thịnh, anh ta cũng không thể trốn chạy và bị bọn họ bắt lại. "Cô Kim, người đang ở trước mắt là nhân vật thiên tài đầu tiên trong thế giới man hoang của chúng tôi." Tiêu Hùng Thịnh chỉ về phía Đường Tuấn rồi mỉm cười nói. "Chương 2070." Anh ta không phải thực sự khen Đường Tuấn, mà là muốn để Đường Tuấn trở thành đối tượng bị đám người này nhầm vào. Quả nhiên đám người này mắt sáng rực lên kim nhu diệu móc ngoéo với đường tuấn và nói mau qua đây quỳ xuống để tôi nhìn thấy xương cốt của thiên tài đầu tiên này cứng đến mức nào đường tuấn không chút cử động nhóm khách ngoài vùng đều ở trên cao và coi thường người khác sắc mặt của kim nhu diệu thay đổi sau đó bỗng nhiên cười rồi tóm lấy vai của lưu tuệ nói mấy người này chắc là có mối quan hệ tốt với cô nhìn cô ta một tay bắt lấy lưu tuệ tay còn lại lôi cánh tay của lương hoành tín trong nháy mắt cô ta giả bộ ngạc nhiên nói ái trà các người tu luyện yếu như thế tôi chỉ tùy tiện đưa tay là đã tóm được vai rồi lương hoành tin ôm chặt lấy cánh tay đã gãy của mình và phát ra tiếng kêu la thảm thiết ông cụ lưu muốn xông đến nhưng bị kim nhu diệu đánh bại ông cụ nôn ra máu ông già ốm yếu như vậy còn không bằng tên giáo công bảy của chúng tôi thôi thì dứt khoát về nhà nuôi chó rồi sống thọ đến giả là được rồi đừng có ra đây làm mất thể diện nữa kim nhu diệu nói trong mắt cô ta, ông cụ lưu của uy chấn tinh thần hải còn không bằng tên gác cổng, có thể tùy ý sỉ nhục. Cô, lưu tuệ tức giận, nhưng cô ta đang bị Kim Nhu Diệu bắt giữ nên không thế nào động đậy được. Kim Nhu Diệu lại nhìn đường Tuấn, khinh rẻ nói, còn không mau qua đây, nếu không thì tôi sẽ giết người phụ nữ này. Với cái tên yếu ớt này thì chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền nát rồi. Thanh niên lục trầm hai tay ôm ngực, cũng không ngăn cản hành động của Kim Nhu Diệu, các người đang muốn chết à? Trong ảnh mắt của đường Tuấn là e lên sự tức giận. Là anh đã giết chết thư đồng lục tin vĩ của tôi, mau qua. Đây, đưa ra ngọc thạch thì tôi sẽ cho anh một cái chết nhẹ. Nhưng, lục trầm lạnh lùng nổi. Tiêu hùng thịnh đứng bên cười lạnh lùng, những người này ai cũng tu luyện mạnh hơn anh ta, lúc này những người đó liên kết lại, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không dám chạm chấn. Các người đi chết đi. Đường Tuấn cử động rồi anh đưa hai tay ra như hai con rồng giận dữ. Mục tiêu đầu tiên của anh là người phụ nữ tên Kim Nhu Diệu. Người phụ nữ này rất đáng yêu nhưng lòng dạ lại rất độc ác, giết người không chấp mắt, còn nở nụ cười. Giết, Kim Nhu Diệu vẫn nở nụ cười, một nụ cười rực rõ, đồng thời đưa hai tay bắt lấy đường Tuấn. Thuật vận tay của nhà họ Kim ngay cả bảo vật cũng dễ dàng bị vỡ, huống gì là cơ thể anh Kim Nhu Diệu đắc ý nói. Phút chốc, cô ta và đường Tuấn vặn tay nhau, một tiếng rắc vang lên, sau đó là máu đỏ phun ra. Kim Nhu Diệu đau đớn thở ra tiếng, cả người nhuộm toàn máu đỏ. Đôi tay mà cô kiêu hãnh đã gãy rồi, đôi vai cũng gãy, chỉ còn lại vụn xương trắng mà thôi. Không thể nào, Kim Nhu Diệu không dám tin, cô ta lại thua một thổ dân, hơn nữa lại là lĩnh vực sở trường của mình. Đường tuần hoàn toàn không cho cô ta thời gian phản ứng, thân hình anh lao đến như tia chấp, hay tại siết chặt hắn giấu lên ngực của Kim Nhu Diệu. Kim Nhu Diệu lại nôn ra máu, cơ thể nổ tung, chỉ còn lại một nguyên anh trốn chạy. Dừng tay, đám người lục trầm cuối cùng cũng hoàng hồn trở lại, vội vàng hét lên. Các người cùng đáng chết Dương Tuấn nhìn bọn họ, 4.7. Hai tay anh nhuốm máu, đỏ là máu của Kim Nhu Diệu. Gầm gừ một tiếng, đường Tuấn giống như một con bạo long cổ xưa xông vào đảm người kia. Anh dùng hết sức mình, không chút nề mặt, một cú đánh làm những thiên tài ngoài vùng bị thương nặng audio điện tử võ tấn bền. Chương 2071. Những thiên tài ngoài vùng vô cùng kinh hãi, sức mạnh của Đường Tuấn thật đáng sợ. Bọn họ từng nhìn thấy trên người các thiên kiêu ngoài vùng, những người đó vừa ra đời đã có nguồn tài nguyên và các loại bí thuật lớn mạnh nhất. Thiếu niên trở thành hóa thần, một nhân vật cấp bậc ông lớn. Một tên thổ dân lại đi so sánh với thiếu niên hóa thần, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn họ hoàn toàn không tin. Vùng Cuối cùng, Đường Tuần giết chết 5 người đến từ ngoài. Trước khi chết, Lục Trầm cảnh cáo Đường Tuấn, thiếu niên hóa thần giới đó của bọn họ đã tiến vào nơi sâu của chiến trên thần ma và đợi lấy bảo vật. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tàn sát hành tinh này để báo thù cho bọn họ. Đường Tuấn chỉ trả lời một câu, không cần bọn họ ra đây. Tôi sẽ đi tìm bạn học. Nói xong, anh giết chết Lục Trầm. Xin tha mạng, Tiêu Hùng Thịnh nhìn thấy Đường Tuần không kiêng nể gì anh giết hết năm thiên tài ngoài vùng cuối cùng anh đã không còn chừng mực trong lòng anh ta thấy hối hận lúc này nên chạy trốn bảy không nên nghĩ cách mượn tay của người ngoài vùng giết chết đường tuần đường tuấn không hề mặt giết chết tiêu hùng thịnh hai người vốn đi là kẻ thủ của nhau tiêu hùng thịnh còn ôm khát vọng có thể thấy là đã hoảng loạn đến mức nào rồi đường tuấn lưu tuệ nhìn đường tuấn với đôi mắt đỏ hoe lần đầu tiên thấy bản thân yếu đuối đến vậy đường tuấn thở dài nối lại tay cho Lương Hoành Tín. Với y thuật của anh và sự tu luyện của Lương Hoành Tín thì nối tay sau khi gãy không phải là chuyện khó. "Đường Tuấn, là chúng tôi đã liên lụy đến cậu." Ông cụ Lưu gượng cười. Lương Hoành Tín đứng cạnh run cầm cập. Đường Tuấn vừa thể hiện lực chiến đã hoàn toàn làm nhiều người kinh ngạc, ngay cả Lương Hoành Tín cũng không dám nói nửa lời. Đường ra Đường Tuấn lúc đầu nói, "Ông cụ, các người về đi." Ông cụ Lưu bất ngờ thay đổi nét mặt, nói cậu muốn Đường Tuấn gật đầu nói, tôi sắp đi vào nơi sau chiến trường thần ma. Nếu những hóa thần thiếu niên có thể vào trong thì tôi chắc chắn cũng có thể. Nơi sâu của chiến trường thần mà tất nhiên có cơ duyên vô cùng quý báu, nếu không thì những thiếu niên hóa thần đó sẽ không mạo hiểm như vậy. Ông cụ Lưu biết không thể khuyên được Đường Tuần, chỉ có thể nói một câu bảo trọng. Mặc dù Lưu Tuệ không đành lòng nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng cô ấy ôm chặt Đường Tuấn rồi quay lưng đi. Đợi người nhà họ lưu rời khỏi, Đường Tuấn mới nhìn lại tiếng Ngọc Thạch. Ở đây không còn ai khác nữa, kẻ thù cũng bị giết sạch. Đường Tuấn chuẩn bị luyện hóa nguyên khi thế giới trong Ngọc Thạch để xem có thể nâng cao sức mạnh đến mức nào. Trường 2072, xảy ra chuyện gì? Lúc này tại vị trí trung tâm của thần ma, đường Tuấn đang chém giết đám người lục thần, nơi này khắp nơi đều là vết tích còn sót lại của chiến trường thần ma năm nào, không biết là do ngũ hành pháp quyết mạnh mẽ, hay do kiếm khí xé toạc hư không mà lúc này không gian vô cùng bất ổn chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào nhưng trong hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ này lại có mấy người thanh niên trai gái đang chậm rãi bước đi giống như là đang đi tản bộ dẫn đầu là một thanh niên với mái tóc ngắn màu bạc thân thể anh ta vô cùng cường tráng toát ra một loại phong thái riêng biệt mặc dù đám nam nữ phía sau cũng rất phi phàm nhưng đều không thể so bì cùng anh ta bách lý quang nơi này thật sự sẽ có tiên thiên thần văn sao. Sau lưng người thanh niên, một cô gái trẻ tuổi cao mày hỏi. Vừa đi, cô vừa đem toàn bộ khí tức tỏa ra, bảo vệ khắp cơ thể, để phòng ngừa rủi ro. Khí tức của cô vô cùng đáng sợ, so với lúc tiếp nhận bạch vụ thần tâm thì mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù khí tức của những người xung quanh đều không thể so bì cùng cô, nhưng tất cả đều thuộc hàng cao thủ. Mà người mạnh nhất có lẽ là Bách Lý Quang, bởi trong lúc mọi người lo lắng để phòng khắp nơi, hắn lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Bạch Lý Quang nhìn xung quanh rồi nói, tôi cũng là nghe tiền bối trong tộc nói, năm đó Thần Văn thuộc về một vị cường giả siêu cấp, nhưng sau khi tới trái đất gặp phải cuộc trừ khử tôn giả, ngay lập tức có người muốn cướp lấy Thần Văn, sau đó ở chỗ này đã xảy ra cuộc chiến tranh lớn. Nghe vậy, những người khác sắc mặt đều biến đổi, Tiên Thiên Thần Văn, đây chính là một loại báu vật quý giá, nghe nói mỗi loại thần văn đều là độc nhất vô nhị, trong lúc sơ khai loạn lạc đã được sinh ra cùng mảnh thiên địa này. Ở thế giới bọn họ, tiên thiên thần văn được xem như là truyền thuyết, và chỉ có 10 người đứng đầu thế giới mới có thể có được chúng. Nghe nói năm đó trên trái đất một cường giả siêu cấp đã phát hiện một di tích viễn cổ, là do đại phá thiên quân còn sót lại, bên trong chứa rất nhiều tiên thiên thần căn, thậm chí còn có rất nhiều cổ vật từ thời cổ xưa. Trái đất chính vì vậy mà gặp phải cuộc trừ khử, cuối cùng tôn giả bị phong ấn. Có người đem ít chuyện cũ ra nói không sai, những chuyện này tôi cũng từng nghe kể lại ở trong tộc. Có người phụ họa, trái đất hồi đó hưng thịnh biết bao, cướp biển xảy ra không nhiều mà binh sĩ cũng có không ít. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua một cách thê thảm, trở thành tinh cầu bị bỏ rơi, ở trong vũ trụ sợ là sẽ bị khai trừ tên ra khỏi vạn tộc. Tôn giả bị phong ấn vạn năm, thuật tu luyện e rằng đều sẽ bị quên lãng, trở thành đám người man hoang. Nơi đó, chúng ta có thể tùy tiện tàn sát người. Có người diễu cợt nói. À, à, không biết tu luyện tinh cầu, ngay cả tư cách để chúng ta động tay vào còn không có. có người khinh thường. bỗng nhiên, một đạo ánh sáng từ bên ngoài thần ma bay vút tới, rơi vào trong tay bách lý quang. bách lý quang sắc mặt biến đổi, hiện ra vẻ lạnh nhạt. xảy ra chuyện gì? có người hỏi. bách lý quang hít thở nặng nề, sau đó mới nói không có gì. chúng ta một đội năm người đều đã bị tiêu diệt, tôi vừa nhận được tin tức của bọn họ trước khi chết. Nghe vậy, những người khác lập tức biến sắc, lạc giọng nói, người nào mà to gan như vậy. Bọn họ đều tới từ khu vực thế giới tinh hà, mạnh có yếu có, nhưng kế thừa và nền tảng của Bách Lý Quang là mạnh nhất trong số những người ở đây. Nó có thể được xếp hạng trong top 100 bên ngoài lãnh thổ của thế giới thiên hà, ở trong tộc còn có những chúa sáng thế. Với địa vị như vậy, chỉ cần lên tiếng là có thể tùy tiện tiêu diệt đám người của thế giới man hoang. Bách Lý Quang nói, là một thổ dân cấp thấp, gọi là Đường Tuấn, nghe nói là tu sĩ trẻ tuổi nhất trong giới cường giả này, thực lực đạt mức nửa bước hóa thần. chương 2073, tương lai mình lại đi tìm bộ phận còn thiếu. Tôi còn tưởng là cao thủ xuất hiện, bộ dạng kia còn có chút khiêu khích, không nghĩ tới chỉ là loài run dế nửa bước hóa thần, tiện tay liền có thể tiêu diệt được. Bách Lý Đại Thiếu Gia, chuyện này anh không cần phải phiền lòng, chờ chúng ta đạt được tiên thiên thần văn, liền giúp anh xả cơn tức này. Đem tên đường Tuấn kia bắt lại, sau đó để anh ta quỳ gối trước mặt anh, mặc cho anh tùy cơ xử trí. Những người này giọng điệu đều rất lớn, nhưng tất cả đều cảm thấy đó là điều đương nhiên. Bởi vì bọn họ cũng đã thành công hóa thần, ở thế giới kia bọn hắn được xếp vào những người trẻ tuổi mạnh nhất, hay chính xác hơn là thiếu niên hóa thần. Bách Lý Quang cười cười, anh ta chợt nghĩ, xem ra tên đường Tuấn này không đáng cho anh ta phải nhọc lòng. Chỉ cần một câu của anh ta, liền có vô số người vì anh mà tận lực trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm tiên thiên thần văn sau khi tìm được lại đi bắt anh ta không biết tiên thiên thần văn lưu ở nơi này là cái gì nghe nói tiên thiên thần văn lợi hại nhất có hai chữ hỗn và đột tiếp theo chính là không gian âm dương ngũ hành những thứ này đại diện cho quy luật của mỗi hệ thống bạch lý quang mở miệng nói nghe vậy những người khác đều gật đầu tán thành đừng nói một đường tuấn coi như là trăm đường tuấn đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng tiên thiên thần văn để cho anh ta sống thêm mấy ngày nữa đi, có người cười nói. Ở bên trong hố lửa, Đường Tuấn dùng ngọc thạch để luyện nguyên khí, linh hồn anh từ trong tiềm thức đi ra, xâm nhập vào bên trong ngọc thạch, cuối cùng đem toàn bộ nguyên khí hòa làm một thể. Lúc này ý thức được bao quanh bởi 99 chữ cổ đang yên lặng bỗng trở nên lay động, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí bên trong ngọc thạch. 99 chữ cổ giờ khắc này héo khô tựa như cây cối khô héo gặp được một trận mưa lớn vậy, mỗi một giây đều tỏa sáng cùng một loại khí tức sau cùng nguyên khí bị cắn nuốt không còn một mảnh, 99 chữ cổ cũng triệt để biến mất, chỉ còn lại hai vệt sáng. Hai vệt sáng này không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để hình dung được, nhưng Đường Tuấn chỉ cần liếc mắt nhìn, lập tức biết được ý nghĩa của ký hiệu này. Hỗn độn, Đường Tuấn thốt lên hai chữ. Hai ký hiệu này chính là hỗn độn. Đường Tuấn suy đoán đây có thể là văn tự cổ xưa. Chẳng lẽ đây chính là tiên thiên thần văn sao? Đường Tuấn nhịn không được suy đoán. Về Tiên Thiên Thần Văn, anh cũng chỉ biết chút ít, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, dù sao anh vẫn luôn ở tinh cầu hoang man. Mà thế giới man hoang cũng không thể ra vào vũ trụ. Anh đương nhiên sẽ không thể biết được hai ký hiệu này có thực sự là Tiên Thiên Thần Văn hay không, hơn nữa lại còn là đứng đầu hai cái cường đại nhất. Hả, hai chữ này đều không trọn vẹn, giáp vào không hoàn chỉnh. Rất nhanh, Đường Tuấn lập tức phát hiện hai quả Tiên Thiên Thần Văn giáp vào không hoàn chỉnh, tất cả đều thiếu hụt một phần nhỏ. Chương 2074 khu vực trung tâm chiến trường thần ma. Đây chính là thần tâm sao? Lúc Đường Tuấn lại ghi nhớ hai tiên thiên thần văn vào đầu, cảm giác xuất hiện trong tinh thần anh. Anh nhánh chóng phát hiện không giống trước, vị trí trái tim nguyên anh, trái tim đập loạn xạ, mỗi lúc đều truyền cho anh nguồn sức mạnh cường đại. Trong quá trình chuyển hóa nguyên khí thế giới, anh lại bất thình lình hiểu được sự ảo diệu của thần tâm. Vốn vì vấn đề của 99 chữ cổ anh cảm thấy bản thân bước vào thời gian dài rằng rẵng của một cánh giới, không ngờ dựa vào dị biến của 99 chữ cổ, anh thuận lợi ngưng tụ thần tâm. Lĩnh ngộ được thần tâm, đại biểu cho hiện tại Đường Tuấn đã cũng coi là bước đầu trở thành cao thủ trong cảnh giới. Loại thần tâm này là thần tâm hỗn độn. Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh và khí thức ngầm trong thần tâm, phát hiện rất giống như tiên thiên thần văn, có thể được gọi là thần tâm hỗn độn. Anh nắm chặt tay thành quyền, đột nhiên cảm thấy quy luật trời đất xung quanh đều ăn ý với anh. Dường như, trong một đêm, anh lĩnh ngộ được rất nhiều sức mạnh quy định. Đây là tiên thiên thần văn sao, đáng sợ quá đi, Đường Tuấn nói nhỏ. Hai tiên thiên thần văn sẽ không anh vượt ra hơn gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần sức mạnh. Anh vốn không biết, hai tiên thiên thần văn hỗn độn này vốn đứng đầu trong thần văn, có được sẽ vượt qua tất cả sức mạnh thần bí của tiên thiên thần văn anh nhìn về phía sức ngọn đen thần thông phía trước, đây là đại chiến thượng cổ thần ma còn sót lại, đại biểu cho sức mạnh hủy diệt. Trước đây hắn cũng rất kiêng nể. Đường Tuấn im lặng một lát, sau đó đưa tay vào ngọn lửa đen thần thông trước mắt. Sau chừng mấy phút, anh mới đưa tay cầm ra, hai tay anh hoàn toàn không bị thương gì, trừ việc hơn nóng, không xảy ra bất kỳ bất chắc gì. Điều này khiến đường Tuấn càng giật mình, biết rằng ngọn lửa đen thần thông có thể tiêu diệt hóa cảnh giới, nhưng bây giờ lại không thể làm anh bị thương chút nào cơ thể hỗn độn thần tâm hỗn độn tiên thiên thần văn đường tuấn nói nhỏ bỗng nhiên anh hơi sợ hãi cảm giác giống như tất cả đã sắp xếp hết cho anh rồi cuối cùng đường tuấn tạm thời vứt bỏ ý nghĩ đó bất kể có người tốn công sắp xếp hay không ít nhất phải vượt qua cửa ải trước mắt đã rồi tính sau anh đứng dậy đi đến khu vực trung tâm chiến trường thần ma những thiếu niên hóa thần tôi đến rồi hy vọng các vị không để tối thất vọng. Trong lòng đường Tuấn thầm nói, khu vực trung tâm chiến trường thần ma, Bách Lý Quang và mấy người nam nữ trẻ tuổi đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tùy ý đang xem trong sân một cuộc chiến đấu. Một người trong cuộc chiến ấy là bạn của bọn họ, là một cô gái trẻ. Còn bên kia, không ai khác lại là lại là Đồ Yên Nhi. Trường 2075 người đến chính là Đường Tuấn một người trẻ tuổi ở sau lưng bách lý quang lập tức nói nếu đại thiếu bách lý thích đại thiếu có thể đưa về là thị nữa cửu tinh hoàng kim quan ở tinh cấu man hoang này được gọi là thánh quan con gái được gọi là thánh nữ chơi đùa lại có sự gợi cảm khác biệt những người khác nghe vậy đột nhiên bật cười thành tiếng bách lý quang khinh bỉ cười nói loại mặt hàng này cũng dám gọi là thánh nữ quả nhiên đúng là đất man di so sánh với mấy thánh nữ ở trung tâm thế giới tinh hà cô gái này đến tư cách sách xếp cũng không có. Anh ta chuyển cục định nói, nhưng có thể thu nhận làm thị nữ. Hơn nữa mới vừa rồi chúng ta nhắc đến tên Đường Tuấn, cô gái này dường như có chút để ý, xem ra quan hệ giữa anh ta và người nọ không tồi, lại có thể lợi dụng được. Nếu đại thiếu Bạch Lý đã nghĩ vậy vậy tối giúp anh bắt cô gái này. Trong sân, cô gái trẻ tuổi chiến đấu với Đỗ Yên Nhi cười nói. Lúc nói chuyện, thế tấn công của cô ta ác liệt thêm vài phần dù sao Đồ Yên Nhi mới ngưng tụ thân tâm không lâu, lập tức không phản ứng kịp, bị cô gái trẻ tuổi liên tục đánh vào người, ự một tiếng rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Thân phận của đại thiếu Bạch Lý thế nào, cô làm thị nữ của anh ấy, không tính là làm nhục cô. Cô gái trẻ tuổi lập tức nắm lấy bả vai của Đồ Yên Nhi, cười khẩy nói. Cô ta hất tay, ném Đồ Yên Nhi xuống dưới chân Bách Lý Quang cười nói, đại thiếu Bách Lý, giao cho anh. Bách Lý Quang nhìn Đỗ Yên Nhi từ trên cô xuống nói, cô có quan hệ gì với Đường Tuấn? Đỗ Yên Nhi nói, các người muốn làm anh trai bị thương. Cô ta nghe thấy đám người này sẽ ra tay với Đường Tuấn hạ thủ, cho nên mới đánh nhau với họ. Theo cô thấy, tu vị của Đường Tuấn vẫn còn nửa bước đất cảnh giới hóa thần, sức mạnh cách biệt rất lớn với bọn họ, muốn mượn cơ hóa giải chút, không ngờ đối phương lại mạnh như vậy, một người có thể tùy tiện nghiền nát cô, Bách Lý Quang cười nói, muốn không khiến tôi làm anh ta bị thương, rất đơn giản. Cô ngoan ngoãn làm thị nữ của tôi, nếu là phục vụ tôi vui vẻ, nói không chừng có thể bỏ qua cho hắn. Dù sao đối với tôi mà nói, anh ta chỉ là một con kiến hôi, không đáng để tôi trực tiếp quan tâm. Trên mặt đồ yên nhi lộ ra vẻ khuất phục, nhưng nghĩ đến đường Tuấn, cô cắn răng nói, anh nói thật sao? Bách Lý Quang cười nhạt, cô gái trẻ tuổi trước đó bắt được đồ yên nhi khinh thường nói, đại thiếu Bách Lý là người vô cùng may mắn có được tiên thiên thần văn, cô còn không đáng để anh ấy lừa gạt. Đồ yên nhi đột nhiên do dự, lại suy nghĩ thật kỹ. Đám người này thấy vậy, đột nhiên nở nụ cười châm biếm, chuyên âm cho nhau. Cô gái này có thể là một con ngốc, đại thiếu Bạch Lý có vui hay không còn là chuyện của anh ta. Cái người tên là Đường Tuấn giết nhiều người của đại thiếu Bạch Lý như vậy, còn muốn sống, thật là vô cùng buồn cười. Dù sao đang nhàm chán, cô gái này cũng là đồ chơi để chúng ta giết thời gian. Đợi tìm được người tên là Đường Tuấn, đưa bọn họ cùng lên đường. Đại thiếu Bách Lý, sau chuyện này, anh cho chúng tôi xem tìm hiểu tiên thiên thần văn chút nhé. Audio điện tử võ tấn bền chương 2076, anh chính là Đường Tuấn. Vốn là khu vực trung tâm chiến trường thần ma cũng vô cùng rộng, nhưng chấn động của đồ yên nhi và cô gái trẻ tuổi kia đánh nhau quá mạnh anh cũng không thể không để ý nhưng anh vừa mới đến đã thấy đấm người đáng trêu chọc đồ yên nhi nhất thời khiến anh tức giận anh chính là đường tuấn bách lý quang chắp hai tay sau lưng nhìn về phía đường tuấn nói một người man di như anh tu hành không dễ nhưng anh lại dám giết người của tôi cút đi tôi có thể tha mạng cho anh thời điểm bách lý quang cùng đám người đường tuấn đang xảy ra xung đột ở cách đó không xa, một đám người đang đứng quan sát. Nhóm người này đều mặc chế phục riêng biệt của đệ tử thần đình, người đứng đầu vậy mà lại là thanh niên trước đó từng đối đầu với Đường Tuấn, cậu Chi. Đứng ở bên cạnh hắn ta, vậy mà lại có cả mấy người Hồng Nhật Linh, Liêu Ngọc Suy. Những người này đều là thiên tri kiêu tử, đều có thể lực mạnh mẽ siêu cấp chống lưng, hiện tại đã đạt tới cảnh giới nửa bước hóa thần. Cậu Chi, chúng ta có cần phải ra tay không? dù sao thánh nữ cũng đến đây cùng chúng ta, hiện tại cô ấy gặp phải nguy hiếm, chúng ta cũng không thể chỉ đứng xem, mặc kệ không quản mà, Lưu Ngọc Duy hỏi. Cậu chi cười lạnh một tiếng, nói thánh nữ hồ đồ, các cậu cũng trở nên hồ đồ theo sao? Ở kia đều là cao thủ ở ngoại vực, mỗi một người đều là thiếu niên đã đạt đến cảnh giới hóa thần, chúng ta dù cho có sông lên cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Hơn nữa, lần này thánh nữ ra tay là vì tên đường Tuấn kia, là việc riêng của cô ta, không có quan hệ gì với thần đình chúng ta cả. Mấy người Liễu Ngọc Duy có chút rồi dầm, không biết làm sao, bởi vì trong suốt quãng đường tới đây, đội Yên Nhi đã giúp bọn hắn giải quyết không ít phiền toái, nếu không phải như thế, dựa thực lực của bọn họ, căn bản không thể đến nơi này. Thế nhưng hiện tại lại muốn bọn hắn ngồi yên không làm gì cả, điều này làm cho bọn hắn có chút không thoải mái. Đường Tuấn cũng xuất hiện rồi, trước đây các cậu cũng anh ta có ân oán không phải sao, hiện tại vừa vặn có thể xem xem anh ta ta chết như thế nào bên này cậu chi cười nói biểu tình của mấy người liêu ngọc duy hồng nhật linh đều trở nên giật mình như tỉnh ngộ bọn hắn thật sự muốn diệt trừ đường Tuấn. cậu chi cậu nói xem anh ta có cơ hội chạy trốn hay không liêu ngọc duy hỏi cậu chi hừ châm biếm một tiếng khinh thường nói trốn không có một chút cơ hội nào cả đọc nhanh tai vừa rồi chiến đấu với đổ nhi đều mấy yếu nhất trong đám người đó kẻ mạnh nhất là bách lý quang còn chưa ra tay đâu phải biết rằng trước đây không lâu bách lý quang vừa có được một tiên thiên thần văn thực lực mạnh bạo vô cùng hiện tại cách gọi thánh như anh ta cũng không thêm xưng nữa trực tiếp gọi tên đồ la nhi hồng nhật linh cũng gật đầu nói sáu vị thiếu niên cảnh thoa tỏa thần đồng đấy tôi không bằng khôn còn có cao nổi tiếng tay xác chạy trốn được đây biểu tình của mấy người lưu ngọc duy trở nên phức tạp trong lòng thầm than một tiếng nói đương tuấn muốn trách thì trách anh quá cương quyết quả cứng đầu không bằng lòng củi đầu trước bọn tôi chờ mà xem đi đợi lát nữa chúng ta qua đó nhặt xác cho đầm người đó cũng coi như là cạn tình cạn nghĩa cậu chi nói giữa quảng trường có nghe thấy không lần lại đây nhanh lên trong mắt bách lý quang phát ra những tia sáng lạnh lẽo hùng hổ dọa người đường tuấn nhìn bọn họ nói chỉ bằng mấy người các anh thôi sao nếu còn có đồng lõa bên ngoài thì mau gọi bọn họ cùng xuất hiện đi tôi tiêu diệt trong nhanh gọn trong một lần, miễn phải mất công ra tay nhiều lần. Cuồng ngôn vọng tưởng, đã sắp dĩ ấp nhất đến nơi lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Mấy người Bách Lý Quang dường như là đồng thời quát. Lón, Bách Lý Quang hơi hơi nghiêng đầu, nói với một người đàn ông ở phía sau, phi bạch, kiếm đạo của cậu mới thành, vậy dùng mấy kẻ kia đến từ kiếm của cậu đi. Kẻ này cũng coi như có tên có tuổi trong đám người trẻ tuổi ở nơi này, lấy ra tế kiểm của cậu vừa lúc vô cùng thích hợp y vừa cất lên, mọi thành niên cầm giọng nói ít kem abo ra, sắc mặt cậu ta lạnh lùng, cả người tựa như một thanh kiếm. Mới được rút ra khỏi vỏ, lộ ra một cỗ hương vị vô cùng sắc bén. Bách Lý Quang nhìn về phía đường Tuấn, nói Phi Bạch là người có thực lực kém nhất trong số chúng ta, anh có thể đánh bại cậu ấy rồi nói tiếp. chương 2077 Đường Nhiêu nhìn Phi Bạch, khẽ nhíu mày nói, không phải thế kiếm linh, càng không phải kiếm thai trời sinh. Các cậu không lo lăng ta sẽ giết chết cậu ta hay sao? Thế kiếm linh, kiếm thai trời sinh, tên này anh điên rồi sao? Loại thể chất như thế đều là truyền thuyết trong kiếm đạo, ngàn vạn năm cũng khó gặp. Vừa xuất hiện sẽ bị những tông môn lớn hiển hách nhất thu làm đệ tử thân truyền, luyện những công pháp việt đỉnh. Có chúng tôi áp trận, anh không thể động chạm đến một cọng lông tơ của Phi Bạch, huống chi là giết chết cậu ấy. Mấy người kia nghe vậy, đều rất phẫn nộ trong lòng đường Tuấn khẽ động, xem ra mấy thứ như linh thế có thể chất đặc thù vô cùng hiếm có khó tìm ở ngoại vực. Nếu Bảo Long có thể đến ngoại vực, dựa vào thiên phú về kiếm đạo của cậu ấy, e rằng sẽ có thể đạt được thành tích huy hoàng đi. Trong lòng đường Tuấn thầm nghĩ, những người có thể chất đặc thù, ở trên địa cầu anh đã bảy giết chết không biết bao nhiêu. Kể cả những kiếm thai trời sinh cũng bị anh giết chết, vì bạch ở trước mặt này cũng chỉ có thể tin là có chút thiên phú về kiếm đạo mà thôi, ý vào tài nguyên tốt và môn phái ở sau lưng mới có thể có được ngày hôm nay. Nếu như đổi thành Hàn Bảo Long, thành tựu đạt được chắc chắn sẽ lớn hơn tên phi bạch này gấp trăm lần. Cùng ta đối chiến, còn dám thất thần, đúng là tìm chết, phi bạch thấy đường tuấn thất thần, trên mặt cậu ta lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ, cảm thấy bản thân bị khinh thường. Cậu ta hét lên một tiếng, trường kiểm ở sau lưng phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó ra khỏi vỏ. Kiếm ý đáng sợ trong nháy mắt răng khắp không gian, phảng phất dường như có thể cắt ngang hư không. mấy người cậu trinh thấy vậy sắc mặt cũng biến đổi, liền muốn cách thật xa. bọn hắn đều cảm giác được kiếm ý vô cùng sắc bén ở trong đó, làm cho da đầu bọn hắn trở nên tê dại. tên kia chết chắc rồi. cậu chi nói. hồng nhật linh cũng lẩm bẩm, không ngờ kẻ yếu nhất ngoài vực cũng có thực lực mạnh đến như vậy. xem ra giới này của chúng ta thực sự quá yếu rồi. trong nháy mắt cảm giác bị ai dâng trào trong lòng mấy người bọn hắn tự nhận thiên phủ bất phàm, cũng không thể so với những người có thực lực kém cỏi nhất của ngoại vực, nhưng chính bởi vì hoàn cảnh nơi đây đã hạn chế bọn hắn phát triển và tăng tiến tu vi. Võ số quang ảnh lập lè, đó chính là kiếm ý của lượn là trên không vặn vẹo không gian và ảnh sang. Phi bạch, bác bác bác, bách lý quang vô tay, cậu ta tán thưởng nói kiếm đạo của phi bạch đã có chút tiến bộ rồi, thật sự hiếm có khó được nha. Phi bạch trong giới của chúng ta được coi là người có hy vọng có thể lấy kiếm chứng đạo nhất, thiên tài một kiếm mở cổng trời. Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, hiển nhiên rất có tin tưởng với phi bạch. Kiếm ý chỉ có một chút như thể cũng dám nói một kiếm mở cổng trời, còn kém xa vô cùng. Đúng lúc này, tiếng quát của đường Tuấn vang lên. Theo sau đó, mấy người bách Lý Quang liền nhìn thấy đường Tuấn vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp một cái ở trên hư không, khác xuất hiện tiếng kiếm nổ lớn, tựa như rên gì không tốt. mấy người bách lý quang đồng loạt biến sắc. thình thịch, thân thể của phi bạch bị ném ra từ không hư không, trên dưới toàn thân cậu ta chảy máu không ngừng, là từng vết kiểm cả người co rút. cậu ta không cam lòng mà nhìn đường tuấn, sau đó giữa mày bắt đầu nứt ra, tiếp theo là đôi mắt, trái tim, các vị trí trên dưới toàn thân đều nói ra và số kiểm khí thoát ra. cuối cùng, phi bạch hoàn toàn chết đi chỉ kiểm khi ẩn giấu trong thần thể cũng không biết, lại còn muốn một kiểm mở cổng chơi, là muốn tìm chết sao. Đường Tuấn Nhàn nhạt bình luận. chương 2078. Mấy người bách lý qua ngơ ngẩn, mở một mà nhìn phi bạch chết đi, bọn họ lại bất lực. Cuối cùng nghe được những lời này của đường Tuần, bọn họ hoàn toàn bạo nộ. Phi bạch đã chết, có thể tưởng tượng được tông môn của phi bạch sẽ phản nộ đến nhường nào, e rằng những lão tổ đó đều sẽ tự mình xuất động, tàn sát một giới mày đáng chết, dám khiêu khích chúng ta, bắt buộc phải chết. Khi nói chuyện, ngoài Bách Lý Quang, bốn người còn lại đều ngang nhiên ra tay. Có người lấy ra một cây sao ngọc phỉ thúy màu xanh lục, sáo ngọc vừa vang lên, thần trí của đường Tuấn cũng vì cái này mà nhói lên một chút. Có người bàn tay đột nhiên trở nên to lớn, tựa như cầu thành từ hợp kim, áp xuống đầu đường Tuấn. Còn có người trong hệ thố như một trong tay cầm một cây thương thần giống sát thủ tuyệt thế, bóng hình ấn vào hư không, chờ đợi thời cơ bộc phát một kích kinh thiên. Cuối cùng là một cô gái, người này chính là người trước đó đánh bại Đồ Yên Nhĩ. Một bàn tay cô ta vừa điểm ra, ánh sáng nhu hòa ở xung quanh giường như đột nhiên trở nên sắc bén, tựa như hàng vạn mũi tên, bắn về phía đường Tuấn. Bốn chiêu thức đoạt mạng, mỗi chiêu thức đều có sức mạnh khủng khiếp có thể truy sát cảnh giới hóa thần. Mà bây giờ bốn chiêu thức cùng kết hợp lại với nhau để đối phó với đường Tuấn. Hơn thế nữa, vẫn còn một tên bách Lý Quang đang đứng ở gần đó cũng chuẩn bị xuất chiêu. Tình hình này phải chiến đấu như thế nào đây? Đồ Yên Nhi dường như sắp tuyệt vọng, đồng thời bọn người cậu Trinh, Hồng Nhật Linh cũng liên tục lắc đầu ngao ngán. Anh Đường, Đồ Yên Nhi nghẹn ngào kêu lên, cô ta cảm thấy có chút tự trách mình, nếu như không bởi vì cô ta, thì có lẽ y thảm sắp đường Tuấn đã không phải đối mặt với kết cục đi thi. Bốn người trẻ tuổi đều có cảnh giới hóa thần cùng hợp tác với nhau đây quả thực là một sự kết hợp khủng khiếp kinh thiên động địa. Cho dù là một người có cánh giới hóa thần lão luyện đang đứng ở đây đi chăng nữa, cũng phải chịu bại trận một cách thảm hại. Đối mặt với sự sự kết hợp của bốn thiếu niên này, Đường Tuần vẫn rất bình tĩnh, không chút sợ sệt. Anh ta hít một hơi sao dài, tiếng huyết sáo trầm nặng, nghe rất quỷ dị. Bung! Vị cao thủ tấn công băng âm thanh chợt nhiên cả người bất động, phun ra một ngụm máu tươi. Đường Tuấn lại xuất thêm một quyền, hào khí kỳ diệu ngút trời, không thể nào tả nổi. Quyền cước bùng lên sáng chối, làm rúng động một vùng. Khiến cho vị cao thủ chiến đấu bằng thương đang ẩn thân trong hư không bị đánh bật ra xa. Anh ấy tiếp tục trưởng cậu ta một trường, có trưởng mạnh mẽ khiến cho một người nữ học mẫu. Trong thoảng chốc, Đường Tuấn đã dễ dàng phá được ba chiêu thức đoạt mạng, chỉ còn lại duy nhất một cô gái. Đó chính là cô gái mà lúc trước đã nhiều lần nhục mạ Đồ Yên Nhi, ngoài ra có ta còn khiến cho Đồ Yên Nhi bị thương. Vì vậy mà Đường Tuấn đã chữa cô ta lại để xử lý sau cùng. Chẳng phải ải cô tài giỏi làm sao, trong mắt tôi, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nhãi nhép Đường Tuấn cười khẩy. Nói xong, Đường Tuấn và cô gái trẻ trẻ suốt chiêu cùng một lúc. Cô gái trẻ trẻ mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn rất tự tin tấn công. Nhưng sự tự tin ấy không thể kéo dài được lâu, chiêu thức của cô ấy va chạm với chiêu thức của Đường Tuấn đã tạo nên một chấn động dữ dội. Cả cánh tay của cô ấy để gãy thành khúc, tiếng la đau đớn cất lên thất thanh. Chỉ có chút sức mạnh còn con đó thôi sao? Đám người ở ngoại vực ai cũng yếu kém như vậy sao? Đường Tuấn lạnh lùng, không chút thương hoa tiếc ngọc, phung chân đã thật mạnh vào lồng ngực cô ấy, khiến trò của ta bay ai văng ra xa. Đường Tuấn đứng nghênh ngang ngạo mạn, còn bốn người kia thì thê thảm dưới đất, bộ dạng đáng thương cực kỳ. Chương 2079. Chưa đến 10 giây. Đường Tuấn đã dễ dàng hạ gục bốn người đó, một khi thế phi phạm. Sự cách biệt bật về sức mạnh khiến cho bọn họ họ khổ tránh khỏi thất bại, vốn đi bọn họ cho rằng với xuất thân ngoại vực, với công pháp đã tu luyện, bạn họ có thể để vượt xa tinh cầu man hoang, mạng theo thái độ miệt thị, khinh thường nhưng không ngờ bọn họ lại bại trận nhanh như thế. Thật thú vị, trên mặt Bách Lý Quang cũng lộ ra sự bất ngờ, nhưng sau đó anh ta cũng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn đường Tuấn mà cười nhạt, không ngờ là tinh cầu man hoang lại xuất hiện một nhân tài như anh, thật sự rất thú vị. Thôi thì thế này đi, tôi sẽ bỏ qua tất cả những lãi làm em mà trước đây anh đã phạm phải, hay về phe tôi. Bách Lý Quang dưỡng như đã nhìn rõ được sức mạnh của đường Tuấn, anh ta có vẻ rất tự tin. Bởi vì trước đó không lâu, anh ta đã tìm thấy một tấm tiên thiên thần văn được cất giấu ở đây, vậy nên có thể nói sức mạnh của anh ta cực kỳ khủng khiếp anh ta cho rằng có thể dễ dàng ứng phó với mọi tình huống. Anh quá đề cao bản thân mình rồi đó. Đường Tuấn ăn quát lên một cách lạnh lùng, sau đó đó đột nhiên sông lên nhanh như một luồng sáng. Tốc độ tấn công cực kỳ nhanh. Bách Lý Quang hú hồn hú vía, vội vã vẫn công để chống đỡ. Nhưng anh ta chi vừa mới quay đầu, đã lập tức ăn ngay một trường vào mặt. Bộp, đường Tuấn hung hăng đánh anh ta một cái thật mạnh, cú đánh ấy khiến cho cho mấy chiếc răng của Bách Lý Quang rơi gần hết, máu đầy cả miệng. Cậu, cậu dám đánh ta sao? Bách Lý Quang phẫn nộ, anh ta là con cưng của trời, lý nào lại để người khác hạ nhục anh ta như thế? Bộp, Đường Tuấn lại cho anh ta thêm một bạt tay. Đường Tuấn nói, anh có gì đáng để tự hào chứ? Chẳng qua cũng chỉ có được thân phận cao quý hơn người khác thôi một khi chiến đấu, các người quá yếu kém, đánh bại các người cũng chẳng có chút cảm giác gì đang tự hào. Hừ, tiên thiên thần văn, mau hiện linh cho ta, bách lý quang tức giận, đối mất đỏ ngầu, anh ta đã mất đi lý trí, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Sau khi khi bách lý quang hồ niệm xong, một tấm phù văn kỳ dị chậm rãi hiện lên từ trong ẩn đường của anh ta. Ngọn lửa của tấm tiên thiên thần văn chảy lên dữ dội, lan ra khắp nơi. Bách Lý Quang hát lên, ta sẽ thiêu chết người. Ầm, um, lửa từ trong tấm tiên thiên thần văn cuồn cuộn thành một luồng lửa khủng khiếp vây quanh bách lý quang và đường tuấn ngọn lửa bộc phát từ tiên thiên thần văn tuy rằng bách lý quang tu vi có hạn không thể phát huy hết toàn bộ bộ sức mạnh của tiên thiên thần văn nhưng sức mạnh thần thông của ngọn lửa này cũng đủ xuyên qua thiên ninh cô gái trẻ đứng dậy một cách khó khăn hét về hưởng đường tuấn và bách lý quang đi chết đi đến lúc kết thúc rồi thanh niên cầm trong tay viên bảo ngọc màu xanh lá hét lên viên bảo ngọc trong tay cũng bắt đầu nứt ra. Mấy người cậu Trinh và Hồng Nhật Linh khoái chí cười lớn, chúng ta mau đi thôi, không thôi lát nữa đầm người ngoại vực phát giác ra sẽ quay ra tấn công chúng ta đấy. Nói xong, bạn họ quay người rời đi, trong mắt bọn họ, Đường Tuấn đã làm người chết rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. In tương ứng tiếc A. Vòng lửa từ từ thu nhỏ, hiện lên cảnh tượng trong đó. Đám người của cô gái trẻ kẻ lập tức mặt mày biến sắc. Chỉ thấy Đường Tuấn há miệng ra, ngọn lửa đang bùng cháy từ từ bị nuốt vào bụng. Không chỉ thế, tấm tiên thiên thần văn cũng bay khỏi tay Bạch Lý Quang, từ từ bị Đường Tuấn nuốt luôn vào bụng. Bạch Lý Quang đứng dưới Đường Tuấn, giống như rắn mất đầu, anh ta có thể chống cự đến lúc này là nhờ vào sức mạnh thần kỳ của tiên thiên thần văn. Nhưng bây giờ, chỗ dựa cuối cùng của anh ta đã bị Đường Tuấn đoạt mất. Ơ! Ờ, cô gái trẻ và đám thanh niên mát chữ A mồm chữ A, trước mắt bọn họ là cảnh tượng ngoài dự đoán. chương 2080, chuyện gì vậy? Chạy, chạy về ngoại vực, kể cho lão tổ biết về những chuyện ở đây. Bạn họ lấy lại bình tĩnh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy tâm phương tử hướng. Nhìn bọn họ hốt hoảng bỏ chạy, đường tuấn lạnh lùng cười nhạt, anh ta chụp lấy thanh kiếm phi bạch trong truyền thuyết, thanh kiếm này chính là một bảo vật tuyệt phẩm, đã ấn phong chủ. Nhưng trong tay anh, thanh kiếm ấy không hề có chút phản kháng. Thoáng chốc, thanh kiếm pha máy bay lên với tốc độ đáng kinh ngạc, chấp nhoảng như tia sét. à, ao, cùng lúc đó, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lúc sau thanh kiếm bay lại mang đây với mà nữa bay vào tay đường tuần. Đầy máu, một lần. Anh, sao anh lại, bạch lý quang toàn thân run rẩy không dám tin cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bốn người đó đều là những những thanh niên hỏa thần, là những thiên tài thuộc vào bậc nhất, vậy mà tất cả đều đã bị giết chết rồi anh anh cái gì hôm nay anh cũng phải chết đường tuấn hét lên anh ta vùng kiếm chém bạch lý quang thanh kiếm chém thẳng vào bạch lý quang xuyên qua lớp giáp bên ngoài bạch lý quang cho đến lúc chết cũng không thể tin rằng anh ta phải thật sự chết ở nơi đây đến lúc này những thiếu niên hóa thần đến từ ngoại vực đã chết hết toàn bộ đường tuấn nhìn vào bàn tay của mình anh ta cũng không ngờ sức mạnh của mình lại khủng khiếp đến như vậy hai tấm tiên thiên thần văn dung hòa làm một khiến cho anh ấy có được sức mạnh vô địch có ai bì nổi trước khi bách lý quang sử dụng tiên thiên thần văn hai tấm thần văn trong người đường tuấn như bị kích thích tỏa ra sức mạnh sau đó dung hòa cả tấm tiên thiên thần văn đó anh đường đồ yên nhi vô cùng hoảng sợ lúc này vừa kịp định thần lại không sao đâu đường tuấn khế cười thực lực bây giờ của đường tuấn đã tăng lên đáng kể Tuy nhiên, đây chưa hắn là một chuyện tốt và anh cần thời gian để thích nghi. Anh cháu mày nhìn sâu hơn vào chiến trường của thần và quỷ. Anh cảm thấy nơi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nơi đây cho anh cảm giác rất nguy hiểm. Vốn dĩ anh muốn tiếng vào sâu hơn, cảm giác nguy hiểm em chợt nổi đầy trong lòng, khiến anh dẹp bỏ ý định đó. À đúng rồi, anh Đường, Trước đó chúng ta phát hiện một số chỗ viết liên quan đến đạo sĩ Trung Thanh và tung tích nơi ông ta ở, Đồ Yên Nhi đột nhiên nói. Cô ấy biết anh Đường có thể liên quan sâu sắc đến vùng đất bị bỏ hoang kia. Đường Tuấn phấn chấn, vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Đồ Yên Nhi chậm rãi nói ra sự tình, hóa ra cô dẫn theo đám người anh chỉ tiến sâu vào chiến trường thần ma thám hiểm, muốn tìm kiếm cơ may. Lúc qua một khu vực, cô ngẫu nhiên nghe được một chút âm thanh nứt quãng có liên quan đến đạo sĩ Trung Thanh bọn họ nói hình như là tinh lộ tổ tinh các loại tinh thần lực của tôi tương đối mạnh có thể nghe được đám người trì phương bằng có lẽ không nghe được đồ yên nhi nói trì phương bằng trong miệng cô chính là anh trì sắc mặt đường tuấn thay đổi nghe nói đạo sĩ trung thanh là nhất mạch của địa cầu vậy tổ tinh trong miệng của ông ta khẳng định là địa cầu chẳng lẽ ông ta muốn xây dựng một tinh lộ qua lại với địa cầu sao đường tuấn có chút không bình tĩnh audio điện tử võ tấn bền. Chương 2081, chính là lúc này. Không gian lôi trì, chính là tiểu thế giới của cấp cao thủ chúa sáng thế sau khi chết truyền lại. Cô còn nhớ rõ nghe thấy những âm thanh này ở nơi nào không? Đường Tuấn hỏi. Đồ Yên Nhi gật đầu một cái rồi nói, "Bây giờ tôi lập tức dẫn đường đại ca qua đó." Nói xong, cô liền muốn đứng dậy, nhưng thương thế trên người quá nghiêm trọng, trái lại lại ngã xuống. Đường Tuấn nhanh chóng đỡ lấy cô nói, tôi giúp cô trị thương trước. Nói xong, anh liền lấy ra ngân châm giúp Đồ Yên Nhi khai thông huyết mạch, lại lấy ra một chút linh dược cho cô uống vào. Chém giết một nhóm người ngoại vực, Đường Tuấn có thu hoạch rất lớn, có thể nói giai đoạn hiện tại, anh chính là không thiếu linh dược và vũ khí. Đồ Yên Nhi không cự tuyệt, chỉ là an tĩnh nhìn. Giờ khắc này, trong lòng cô vô cùng yên tĩnh, mặc dù thân ở chiến trường thần lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng cô lại cảm thấy đây là thiên đường, bởi vì không có người nào quấy rầy đến mình và đường đại ca. Nếu như thời gian có thể cứ vậy dừng lại thì tốt biết bao nhiêu. Đồ Yên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, cô cũng biết đây là hy vọng xa vời. Khiến thời gian dừng lại, e là cho dù là ông trời trong truyền thuyết cũng không làm được. Hai ngày sau, thương thế của Đồ Yên Nhi được điều dưỡng không tồi. Hai người lên đường, đi tới khu vực Đồ Yên Nhi nói. Đường đại ca, là ở chỗ này. Sau một ngày, đội yên nhi chỉ vào một khu vực cách đó không xa nói, nhưng âm thanh lúc đó chính là từ nơi này truyền tới. Sắc mặt đường Tuấn ngưng trọng nhìn phía trước. Nơi đồ yên nhi chỉ là một khu vực không gian vô cùng hỗn loạn. Mặc dù không có bất kỳ pháp tắc thần thông nào lưu lại, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Đường Tuấn đá một hòn đá lớn như ngọn núi nhỏ qua đó, hòn đá lớn trong nháy mắt liền bị không gian chi lực hỗn loạn cắt chém thành bột mịn nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Đường Đại ca, hay là đừng tiến vào nữa? Đồ Yên Nhi khuyên nhủ. Không gian chi lực so với linh khí còn sắc bén hơn, cho dù là da thịt của hóa thần cảnh cũng không thể chống đỡ được. Ánh mắt Đường Tuấn chăm chú nhìn chằm chằm vào chỗ kia, tinh thần lực kéo dài, trầm ngâm chốc lát rồi nói, không gian nơi này biến hóa có chút quy luật, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng sự biến hóa này để tiến vào. Anh mở tay ra, một cái phù văn kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay chính là tiên thiên thần văn diệp lấy được từ trong trăm dặm ánh sáng tiên thiên thần văn chính là vị siêu cấp cường giả trong tất cả nhất mạch của địa cầu mà chiến trường thần ma cũng chính là di tích do vị siêu cấp cường giả này cùng con người chiến đấu mà tạo thành đường tuấn có thể cảm nhận được cộng hưởng từ hai bên có lẽ có thể lợi dụng sự cộng hưởng này để bảo đảm an toàn đi thôi đường tuấn đem pháp lực đưa vào bên trong tiên thiên thần văn lập tức một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ anh cùng đổ yên nhi lại Trương 2082 tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì. Không gian chi lực vô hình cắt chém vầng sáng kia, pháp lực của Đường Tuấn so với hóa thần cảnh thông thường mạnh hơn mấy lần, nhưng giờ khắc này lại bị tiêu hao bằng một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nếu là hóa thần cảnh bình thường đi vào, trong nháy mắt có thể lập tức sẽ bị ép khô. Phụt, hai người Đường Tuấn cùng Đồ Yên Nhi biến mất, cứ vậy thành công tiến vào khu vực kia. Ở bên kia hai người đường Tuấn và Đồ Yên Nhi ngã nhào trên đất. Tiên thiên thần văn, diệp, tản ra ánh sáng nhạt, chui vào bên trong nghi tâm của đường Tuấn. Đồ Yên Nhi giấy ruộng đứng dậy, cô hoàn toàn không tổn hại gì, một chút vết thương cũng không có. Nhưng cô rất nhanh trở nên bất an, bởi vì thương thế của đường Tuấn rất nặng, mặc dù có tiên thiên thần văn thủ hộ, nhưng không gian chi lực vẫn tràn vào được. Lúc này, toàn thân đường Tuấn từ trên xuống dưới đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dạng giống như từ bên trong thùng nhuộm vớt ra khí tức chính lại yếu ớt tới cực điểm đường đại ca đồ yên nhi gấp gáp hô lên âm thanh có chút nghẹn ngào đường tuấn gian khổ mở mắt xem xét tình hình bản thân không khỏi cười khổ một tiếng thầm nghĩ vẫn là quá sơ suất rồi may mắn trong người có hai cái thần văn thủ hộ bằng không lần này liền xong đời anh vỗ vỗ bàn tay đồ yên nhi ra hiệu bản thân không có việc gì anh đứng dậy Xem xét bốn phía, phát hiện ở đây dường như là một khu vực ngoại ô, cách đó không xa có một tòa thành trì hùng vĩ như ẩn như hiện. "Thương thế của tôi cần điều dưỡng mấy ngày, mấy ngày tới đành nhờ vả cô." Đường Tuấn nói với Đỗ Yên Nhi. Đỗ Yên Nhi gật đầu, cả mặt là thần sắc kiên định nói, "Đường đại ca, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì." Cho dù Đường Tuấn không nói, cô cũng có thể đoán ra, trong quá trình đi xuyên qua không gian, nhất định là Đường Tuấn đã bảo vệ cô bằng không cô không thể hoàn hảo không chút tổn hại nào. Có tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm hại đường đại ca. Đồ Yên Nhi thầm nghĩ trong lòng. Cô đỡ lấy đường Tuấn, đi về phía tìa thành trì kia. Sọc đường đi, vết thương ngoài da của đường Tuấn đã tốt lên rất nhiều, lớp da mới đã mọc lên, nhìn không còn chật vật như lúc trước, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, làm cho người ta có một loại cảm giác ôm yếu. Tòa thành trì kia thoạt nhìn không xa nhưng phải mất tầm 2 giờ hai người mới tới nơi thành trì rất hùng vĩ, số lượng người rất lớn, ở đây dường như chính là một tiểu thế giới. Những người này, đường tuấn quan sát đám người chung quanh, sắc mặt không khỏi thay đổi. Những người này vậy mà đều mang huyết mạch chi lực của địa cầu, hơn nữa cơ hồ đều người Việt Nam. Mặc dù phần lớn trong bọn họ tu vi đều không cao, nhưng huyết mạch chi lực lại không lừa được người. Đường Tuấn biết mình đã đến đúng nơi. chương 2083, còn dám mạnh miệng với tôi, vả miệng cút ra, cô cả nhà họ chắc ra ngoài, tất cả đều cút ra. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn cắt đứt suy nghĩ của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn qua, chỉ thấy trên đường chính rộng lớn có một đám người cưỡi ngựa với tốc độ rất nhanh. Những con ngựa này cũng không phải là ngựa bình thường, chúng đều đã tu luyện thành yêu tộc, gần như đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ. Mười mấy thất ngựa tung hành, hung hãn ngang ngược, khí tức tàn phá bừa bãi. Mà cưỡi trên lưng ngựa đều là những binh sĩ mặc áo giáp sắt, thực lực đều ở cấp nguyên anh cảnh trung kỳ, trên người lộ ra một cỗ sát khí. Mặc dù người sống ở tòa thành trì này cũng có chút tu vi trên người, nhưng cũng không thể ngăn được loại khí thế này. Có vài người không tránh kịp, bị ngựa đá bay, tiếp đó còn bị ngựa sống sờ sờ đạp chết, máu thịt bắn tung tóe. Mọi người xung quanh tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể tránh đi. Nhà họ chắc này là dòng họ lớn đứng đầu của thành phố Cẩm Phả cô cả nhà họ chắc được nhận vô vàn yêu thương của ông tổ nhà họ chắc, đã quen thói ngang ngược, chúng ta vẫn là trốn xa một chút, tránh rước họa vào thân. Trước đó không lâu có một nguyên anh cảnh đỉnh cao không biết nên đã nói vài câu, ngày thứ hai đã bị người ta giết chết, phơi thây ở trên tường thành. Người xung quanh thấp giọng nói, nhao nhao tránh ra. Con đường chính này có bề rộng hơn 10 mét, đủ cho rất nhiều người qua lại, nhưng cô cả nhà họ chắc quá bá đạo, không cho phép người khác cản đường của mình đồ yên nhi đỡ lấy đường tuấn đang đi ở giữa đường đường tuấn phút chốc thất thần những kỵ sĩ kia liền phóng ngựa đến kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa cười lạnh một tiếng nói lại là một tên không có mắt anh ta vỗ lưng ngựa con ngựa hí một tiếng đâm về phía hai người bụp đồ yên nhi đương nhiên sẽ không để đường tuấn ra tay cô vừa nhấc tay con ngựa kia cùng kỵ binh lập tức bay ngược ra ngoài đâm ngược trở lại đám người đứng phía sau theo đó kỵ binh cùng chiến mã trong nháy mắt bị dẫm thành thịt nát, tìm chết, dám ra tay với đội vệ binh nhà họ Trác, chán sống rồi sao? mấy tên kỵ binh quát to, bọn họ dừng lại, cưỡi chiến mã bao vây Đường Tuấn cùng Đổ Yên Nhi. đã xảy ra chuyện gì? đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, một cỗ xe do tám con ngựa kéo đi tới, một cô gái trẻ mặc váy đỏ bước ra, cô ta đứng trên xe ngựa từ trên cao nhìn xuống đường Tuấn cùng Đồ Yên Nhi nói, lại là kẻ nào không có mắt dám cản đường tôi. Khí thế của cô ta rất lớn, vậy nhưng đã đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, chỉ cách nửa bước hóa thần một bước nữa. Cô ta mặc dù kiêu căng nhưng thiên phú tu luyện thật sự không tồi, có chỗ đáng giá để kiêu ngạo. chương 2084, nửa bước hóa thần cảnh. Các người có còn nói đạo lý hay không? Đồ Yên Nhi phẫn nộ. Cô gái váy đỏ khinh thường nói, ở thành phố Cẩm Phả, lời của nhà họ chắc tôi chính là đạo lý cô cho rằng ỉ vào mấy phần tu vi liền có thể hỗn láo trước mặt tôi sao lúc nói chuyện thân hình cô ta giống như ma quỷ xuất hiện bên cạnh đồ yên nhi đánh một quyền tới lời của chắc kim phụng tôi chính là đạo lý lớn nhất cô gái váy đỏ quát lên cút đồ yên nhi nhìn cũng không nhìn lại đánh ra một trường bụp chắc kim phụng bị đánh bay ngược ra ngoài khóe miệng chảy máu to gan dám ra tay với cô chủ. Lúc Trác Kim Phụng bị đánh bay ngược ra ngoài, hai thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Trác Kim Phụng. Đây là hai ông lão, tu vi đều đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, mạnh hơn so với Trác Kim Phụng rất nhiều. Mắt Trác Kim Phụng oán độc nhìn Đồ Yên Nhi nói, ông liệt, ông xài, giết bọn họ cho tôi. Nam trực tiếp giết chết, nữ mang về cho tôi, tôi muốn giày vò cô ta thật tốt, dám động thủ với tôi, tôi muốn để cho cô ta hối hận đến hết đời này chắc liệt chắc xài hai vị trưởng lão nhà họ chắc là cao thủ ông tổ nhà họ chắc sắp xếp bảo hộ cho chắc kim phụng vâng cô chủ hai người đáp hai người chân đạp hư không nhìn xuống độ yên nhi nói khoanh tay chịu trói đi ngoan ngoãn cùng chúng tôi trở về xin lỗi cô chủ cả khí thế của hai người nối liền thành một mảnh áp về phía đường tuấn và độ yên nhi độ yên nhi khẩn trương liếc mắt nhìn đường tuấn loại khí thế áp chế này đối với cô tất nhiên không có tác dụng gì, nhưng cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đường Tuấn. Chắc Kim Phụng thấy một màn này không khỏi diếu cợt nói, hai vị trưởng lão, tên đàn ông bệnh tật kia trước tiên đừng giết, tôi muốn dóc xương anh ta ở trước mặt cô ta. Các người dám động thủ với đường đại ca, tìm chết. Đồ Yên Nhi nhìn chắc xài cùng chắc liệt nói, hai nguyên anh cảnh đỉnh cao cũng muốn áp chế tôi. Một con nhóc con, tôi thừa sức áp chế được cô, Trác xài lạnh lùng nói. Oanh! Một cỗ khí thế từ trên người Đồ yên nhi phóng ra, sông lên trời. Nếu như nói khí thế của hai người chắc xài cùng chắc liệt giống như một con hổ thì đồ yên nhi chính là một nữ bạo long, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nhau. Nửa bước hóa thần cảnh, hai người chắc xài, chắc liệt kinh hãi hô lên. Đến chắc kim phụng cũng thay đổi sắc mặt. Hừ, đồ yên nhi đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh bay chắc xài cùng Trác liệt chương 2085 cậu đang tự tìm cái chết. Đồ Yên Nhi có thể không quan tâm những thứ khác, nhưng tuyệt đối không cho phép có người đối phó Đường Tuấn, bằng không cô sẽ liều mạng, đám thiếu niên hóa thần của ngoại vực cũng không được phép. Mà cô gái được nuông chiều trước mặt này lại muốn dóc xương Đường Tuấn, điều này khiến cô vô cùng phẫn nộ. Chắc Kim Phụng bị dọa sợ, cô ta luôn luôn ngang ngược quen thói, làm sao nghĩ đến hôm nay lại chọc phải một vị cường giả như vậy. Phịch, bị khí thế của đồ yên nhi áp chế, chắc kim phụng trực tiếp té nhào trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cô ở thành phố cẩm phả động thủ với cháu gái của tôi, như thế có phần không đem nhà họ chắc tôi để vào mắt rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn tại bầu trời thành phố cẩm phả vang lên. Đồng thời một cổ khí thế vô hình đột nhiên từ đâu xuất hiện, ngang sức ngang hàng với đổ yên nhi. Một ông lão xuất hiện giữa hiện trường, ông ta chắp hai tay ra sau lưng, chắn cho chắc kim phụng ở phía sau là ông tổ nhà họ trác trác bình ông ta chính là nửa bước hóa thần cảnh cấp cao thủ danh tiếng được cho là có hy vọng là người được chọn đầu tiên bước chân vào hóa thần cảnh ông lão này vừa xuất hiện xung quanh lập tức xuất hiện vài âm thanh bàn luận lão phu trác bình không biết cháu gái này của tôi đã phạm lỗi gì để các người phải ra tay đánh người trác bình lạnh lùng nhìn đồ yên nhi không đợi đồ yên nhi trả lời trác kim phụng liền chỉ vào đồ yên nhi nói ông nội cô gái này vừa rồi muốn giết cháu, ông giúp cháu giết cô ta. Ánh mắt Trác Bình lộ ra sát ý, Trác Kim Phụng chính là cháu gái mà ông ta thương yêu nhất. Ông ta thấp giọng nói, coi như cháu gái của tôi phạm lỗi gì đi nữa, các người cũng không tư cách xuống tay nặng như vậy. Đồ Yên Nhi muốn giải thích, lại bị Đường Tuấn ngăn lại. Đường Tuấn đứng ra, nhìn Trác Bình nói, ông là muốn muốn mạng của mình, hay là muốn ra mặt cho cháu gái đây? Lời Đường Tuấn vừa nói xong, giữa sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt của mọi người nhìn anh như nhìn vào người chết nụ cười mang theo hài hước tiểu tử này chỉ với trình độ đó mà dám nói chuyện với trác bình chắc chắn chết chắc e rằng đây là lời trong lòng của rất nhiều người trác bình là ai là ông tổ nhà họ trác có hy vọng đang đỉnh hóa thần cảnh tu sĩ cường đại một nhân vật có một không hai ở thành lại bị người khác khiêu khích ở trước mặt không xảy ra chuyện mới là lạ ma bệnh cậu đang tự tìm cái chết hay là muốn chết." Trác Kim Phụng khẽ cười nói, chỉ là nụ cười và ánh nhìn đều có chút lạnh, làm người ta run rẩy. Sắc mặt Đường Tuấn tái nhợt, khí tức yếu ớt suy sụp, có thể nói trong mắt cô ta không có một chút lực sát thương, lúc nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí. Trác Bình khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, nhìn về phía Đỗ Yên Nhi, trầm giọng nói, "Bạn cô không hiểu phải kính nể cường giả sao?" Chương 2086 đã có lỗi cô ta núng nịu với trác bình nói ông ơi hai người này quá đáng ghét ông giúp con phế tu vi của bọn họ đi ạ à. con muốn dạy dỗ bọn họ thật tốt có được hay không mấy người hộ vệ và người hầu xung quanh đều dùng mình một cái bọn họ rất hiểu rõ ý của dạy dỗ trong miệng của trác kim phụng là gì có thể nói là sống không bằng chết trác bình không để ý tới trác kim phụng mà nhìn chằm chằm đường tuấn ánh mắt mang theo ý lạnh nói sao cậu có thể nhìn ra được chuyện liên quan tới cơ thể của ông ta chỉ có mấy người biết, ngay cả Trác Kim Phụng cũng không biết. Ông ta hoài nghi có phải là có người làm lộ tin tức ra ngoài hay không? Đường Tuấn cười cười, nói tôi vẫn muốn nói câu đó, hãy chọn một trong hai là muốn mạng của ông, hay là khí thế của cháu gái ông. Xê có thể trị được bệnh của ta, Trác Bình truyền âm, hỏi Đường Tuấn. Đường Nhiêu mỉm cười, Trác Kim Phụng sắc mặt âm trầm, hình như đang đắn đo. Ông ơi, ông có nghe con nói không? Trác Kim Phụng lôi kéo cánh tay Trác Bình, tiếp tục nũng nịu. Cầm miệng, Trác Bình phiền não trong lòng, quát lớn với Trác Kim Phụng. Trác Kim Phụng lập tức bị hù sợ. Con đừng quẩy, nói xin lỗi bọn họ đi. Trác Bình hít sâu một hơi, sử dụng giọng điệu chắc chắn. Cái gì? Trác Kim Phụng ngơ ngẩn, muốn mình xin lỗi đối phương, vậy mặt mũi cô ta để vào đâu? Ông, con không muốn. Nhà họ chắc tại sao phải sợ hãi người bọn họ, chỉ là loại tiểu nha đầu cùng tên ma bệnh, không phải chắc Kim Phụng con chưa từng giết. Muốn con xin lỗi, không có cửa, chắc Kim Phụng kiêu ngạo nói. Ba, chắc Bình đánh vào mặt kiêu ngạo của chắc Kim Phụng một cái tát. Chắc Bình tức điên lên, số với tính mạng của mình, đừng nói tới mặt mũi của chắc Kim Phụng, ngay cả nhà họ chắc cũng không là gì. Chắc Kim Phụng vẫn không nhận ra điểm này, chỉ có thể lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa coi như còn chưa hiểu rõ, dựa vào hiểu biết của ông ta đối với tính khí của trác kim phụng chắc chắn chuyện này cũng do trác kim phụng đã làm sai trước trác kim phụng bụng gò má không thể tin được xin lỗi đi trác bình nói giọng điệu lần này của trác bình rất nghiêm khắc mang theo sát khí làm thân thể mềm mại trác kim phụng run lên ánh mắt cô ta oán giận nhìn qua đường tuấn cùng đồ yên nhi không cam lòng đã có lỗi trác kim phụng nắm đấm nắm chặt cắn răng nói cô ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục, đây là lần đầu bị tát. chương 2087, thằng nhãi danh cuồng vọng. Đi thôi, đến nhà họ Trác, Trác Bình nói. Ông ta phân phó, cho người ta đưa Trác Kim Phụng trở về, tạm thời giam lòng, ít nhất hai ngày này không nên làm loạn. Đường đại ca, Đồ Yên Nhi nắm lấy đường Tuấn, có chút lo lắng. Bây giờ tu vi của đường Tuấn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cô ta sợ đến nhà họ Trác sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đường tuấn vỗ tay của cô ta nói không có việc gì một cái nhà họ chắc mà thôi người chung quanh nghe nói như thế liếc mắt nhìn nhau mặc dù không biết tiểu tử này dùng cái gì lừa gạt trác bình nhưng cậu ta thật sự cho rằng nhà họ chắc ra dễ ức hiếp vậy sao một tên ma bệnh cũng dám nói ra những lời này nói chuyện phải uốn lưỡi có người thấp giọng nói đi thôi đường tuấn lười nhìn sắc mặt một số người nhà họ chắc là một tòa thành chỉ nằm ở vị trí trung tâm, chiếm diện tích rất rộng, ngay cả hộ vệ trông cửa cũng là tu sĩ nguyên anh cảnh trung kỳ, quả là hào môn thực sự. Trác Bình đưa đường Tuấn cùng Đồ Yên Nhi đi vào một gian nội sảnh, bên trong nội sảnh đã có hai ông lão tóc hoa dâm. Không biết cả hai người đang bàn luận về cái gì, không ngừng cầm giấy bút và một ít dược liệu để tham khảo. Nhìn thấy Trác Bình đi vào, hai lão già vội vàng ngừng tay, đi đến hỏi, ông cụ Trác, ông cảm thấy cơ thể có chỗ nào không tốt không? Tôi và và trường cao đẳng sư phạm vừa mới chế ra một phương thuốc, đợi lát nữa ông thử xem." Trác Bình khoát khoát tay, nói, "Lệnh sư, chuyện này không vội. Tôi đưa theo một người về. Ông ta chỉ vào Đường Tuấn, nói, "Người này chỉ một ánh nhìn thì đã nhìn ra tình trạng thân thể của ta, ta đưa cậu mang về, ba người các người cùng nhau nghiên cứu. Chỉ cần có thể trị được bệnh của ta, ta sẽ có trọng thưởng." Hai lão già nghe vậy, thần sắc khẽ biến đổi, tỉ mỉ quan sát Đường Tuấn trợt ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường khẽ hử lạnh một tiếng ông cụ trác chỉ sợ lần này ông đã nhìn lầm một tên tiểu tử còn chưa đủ lông cánh thì biết gì là y thuật cậu ta có thể một lần mà nhìn ra bệnh của trác lão ta không tin hai người cùng nói một câu sau đó không nói thêm gì nữa hình như cảm thấy đường tuấn không đủ tư cách nói chuyện với bọn họ trác bình mỉm cười nhìn qua đường tuấn ông ta đưa đường tuấn đến là muốn mượn cơ hội kiểm tra Đường Tuấn một chút. Nếu như Đường Tuấn không có cách nào để có được sự đồng ý của lãnh sư cùng trường cao đẳng sư phạm, ông ta lập tức sẽ giết Đường Tuấn. Đường Tuấn dĩ nhiên hiểu rõ ý của Trác Bình, liếc mắt nhìn hai ông lão, nói tất nhiên đã mời tôi tới, vậy hai người này đã có thể đi. Cái gì? Thằng nhãi danh cuồng vọng. Trường 2088, trước tiên ông đi đến đây. Hai lão già tức giận đến sợi dâu cũng rối loạn, nhưng ngay sau đó cũng không nói được gì bởi vì đường tuấn đã mở miệng nói trước một lão thì tu luyện hàn công nóng lòng muốn thành bị hàn khí đả thương phế tạng công lực không vào được hiện giờ vừa đến dạng sáng e là toàn thân đều rét run như rơi vào hầm băng cũng ăn không ít bảo dược linh dược đáng tiếc không có ích gì một người chỉ vì muốn dùng bảo dược linh dược tăng cao tu vi nhưng lại không biết là thuốc có ba phần độc dược liệu tích tụ bên trong nhiều như vậy Số lượng độc tố đã đến trình độ rất kinh khủng. Bây giờ mỗi lần vận công, hẳn là đều sẽ cảm giác đỉnh đầu như muốn nổ tung, không cách nào tự kiềm chế được. Đường Tuấn nói xong, Hàn đại sư và Cao đại sư cũng không nói một câu nào nữa. Đường Tuấn cười lạnh nói, tôi có nói sai câu nào không? Hàn đại sư và Cao đại sư thậm chí có chút kinh hãi, bởi vì mỗi một chữ Đường Tuấn nói đều không sai, ngay cả đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng những chuyện này đều là bí mật lớn nhất của bọn họ ngay cả người thân cận nhất cũng không nói, sao đường Tuấn lại biết. Chẳng lẽ thật là liếc mắt đã nhìn ra được. Vị đại sư này, Hàn đại sư và Cao đại sư liếc nhau, cuối cùng mở miệng một cách khó khăn. Đường Tuấn lạnh lùng nói, không phải vừa rồi hai người các ông đều nói tôi là thằng nhóc chưa đủ lông đủ cách sao, bây giờ gọi đại sư là chuyện gì đây? Hàn đại sư và Cao đại sư nghe vậy, mặt đỏ lên, không ngừng lúng túng. Hàn đại sư ho nhẹ một tiếng, nói, nhìn ra bệnh của chúng tôi thì chứng minh được gì chứ? Nếu như cậu có thể chữa khỏi bệnh của chúng tôi, chúng tôi dù phải gọi cậu một tiếng đại sư cũng được." Cao đại sư nghe vậy, âm thầm giơ ngón tay cái cho Hàn đại sư. Cách làm này thật cao, thật sự là cao tay, nếu như Đường Tuấn thật sự chữa khỏi bệnh của bọn họ, gọi một tiếng đại sư cũng không mất một miếng thịt. Nếu như không trị hết, vậy chính là hào nhoáng bên ngoài. Bất kể như thế nào, đối bọn họ đều có lợi như thế nào hàn đại sư cười nói chắc là tên tiểu tử này bị câu gọi đại sư của chúng ta làm lâng lâng không biết vì sao kha người trẻ tuổi quả nhiên không có chút khiêm tốn cao đại sư bí mật truyền âm cho hàn đại sư ngoài mặt cũng không tôn kính đường tuấn như vậy đường tuấn nói có thể quả nhiên tên tiểu tử này đã trúng kế trong lòng hàn đại sư và cao đại sư vui mừng trước tiên ông đi đến đây đường tuấn chỉ vào cao đại sư Cao Đại Sư đè nén vui mừng trong lòng, đi lên phía trước. Đường Tuấn tay cầm một cây ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào huyệt bách hội của Cao Đại Sư. Mặc dù bị trọng thương, nhưng với tu vi đang tồn tại, châm làm chất xúc tác, dùng châm độ khí, đả thông huyệt toàn thân cho Cao Đại Sư. Chỉ trong chốc lát, Đường Tuấn đã thu châm lại, nói, được. Cao Đại Sư nửa tin nửa ngờ, ông ta đã suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp đều không chữa khỏi, cứ như vậy một lát đã chữa khỏi ông ta thử nghiệm vận chuyển công pháp, một lát sau liền lộ ra vui mừng, thất thanh nói, thực sự đã tốt. Lúc trước ông ta vận chuyển công pháp, đỉnh đầu bách hội cực kỳ đau đớn, bây giờ không cảm giác gì, toàn thân đều thoải mái. Hàn đại sư thấy thế, vội vàng nói, cậu cũng chữa trị cho ta, ta mới gọi cậu một tiếng đại sư. chương 2089, cần tài liệu gì không? Hàn đại sư lập tức cứng tại tại chỗ, đạo, làm nghề y không phải thiên chức là để cứu người sao. Đường Tuấn khinh thường nói, vừa rồi các người mắng tôi như vậy, lại còn muốn tôi không để ý gì mà chữa cho các người, các người nghĩ đang kể chuyện hài sao. Cao Đại Sư ở một bên thấy thế, mặt cứng nơ nói, không chị thì không chị, ta không tin chỉ có cậu mới có thể chị. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta một cái, nói có phải là ông thấy tôi đã trị khỏi cho ông nên không có gì phải sợ nữa phải không? Thật sự Cao đại sư có ý nghĩ này, nhưng lại không thể không nói như thế, dù sao ông ta và Hàn đại sư cũng được xem là bạn tốt nhiều năm. Dù cậu không chữa trị cho tôi, tôi cũng sẽ nói như vậy. Mặt Cao đại sư quả quyết. Đường Tuấn lộ ra nụ cười thư thái, nói, vậy là tốt rồi. Quên nói, ngân châm vừa rồi của tôi chỉ tạm thời giảm bớt cơn đau cho ông, muốn trị tận gốc còn phải châm cứu rất nhiều lần, hiện tại xem ra thì khỏi cần nữa sắc mặt cao đại sư nhanh chóng xám xịt, đây không phải tự lấy đá đập chân mình sao? Giờ khắc này ông ta hối hận vô cùng, vừa rồi nhẫn nại một chút sẽ chết sao? Đại sư, người xem có thể trị hết cho tôi được hay không, bao nhiêu linh thạch tôi đều có thể trả. Khuôn mặt cao đại sư nịnh nọt, hỏi. Đâu còn dáng vẻ anh hùng lẫm liệt như vừa rồi. Không rảnh, đường tuấn quả quyết từ chối. Tốt, chuyện của hai vị trước hết ngừng một chút, ta muốn đại sư xem bệnh cho ta ông cụ trác trầm giọng nói bây giờ ông ta có chút tin tưởng y thuật của đường tuấn biết rõ y thuật của hàn đại sư cao đại sư đã từng được nguyên đạo nhân khen thưởng qua mà đường tuấn xem ra còn lợi hại hơn hai người họ không biết y thuật của tôi còn có thể rơi vào mắt của ông cụ trác không đường tuấn hỏi trêu tức ông cụ trác mặt xấu nói đạo là lão phu mắt phụng về chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho ta liên quan tới chuyện lúc trước nhà họ chắc sẽ không truy cứu nữa Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, một nhà họ chắc thật sự vẫn không lọt vào trong mắt của anh, cái anh quan tâm là, là nhà họ chắc có liên quan đến Nguyên đạo nhân. Dù hai người Hàn đại sư và Cao đại sư bận vẫn ung dung ngoan ngoãn ở một bên chờ đợi, bọn họ cũng muốn nhìn xem y thuật của Đường Tuấn có bao nhiêu thần kỳ. Cần tài liệu gì không?" Trác Bình hỏi. Đường Tuấn không nói chuyện, cũng chỉ vân về một cây ngân châm, tiếp đó đâm châm vào bụng của Trác Bình chương 2090 vết thương của Trác Bình vậy mà thật sự đã khỏi rồi. Nhưng mà không để Trác Bình kịp nghĩ nhiều, theo kim châm đường Tuấn ghim vào, trong cơ thể của ông ta sinh ra một dòng nước ấm, tuần hoàn quanh thân. Phốc, Trác Bình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức huệ oải rất nhiều. Sắc mặt Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư Đại Biến. Tiểu tử đến cùng là có thể hay không, để cho cậu chữa bệnh cho người không phải đả thương người vừa rồi là cậu ta châm cứu không liên quan gì đến chúng ta xảy ra chuyện nhà họ chắc sẽ đến tìm cậu ta sắc mặt hai người đối với đường tuấn rất xấu đủ đúng lúc này trác bình bỗng nhiên hô ông cụ trác loại người này chắc chắn là có mưu đồ làm loạn nhà họ trác phải bắt lại nghiêm hình khảo vấn hàn đại sư đề nghị vừa rồi đường tuấn từ chối chữa trị cho ông ta làm ông ta không nhịn được nổi cáu bông trác bình cũng không nhìn hai người chắp tay lại hành lễ một cái với đường tuấn nói đa tạ ơn cứu mạng của đại sư ừm đường tuấn nhàn nhạt đáp lời nhưng trác bình cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào bất luận đường tuấn cũng là ân nhân cứu mạng trong nháy máy mắt vừa rồi thể hiện thực lực ra đều đã làm ông ta e ngại ông ta lạnh lùng nhìn về phía hàn đại sư và cao đại sư nói hai vị các người có thể đi rồi hai người này dùng không biết bao nhiêu tài nguyên của nhà họ trác đều không trị được bệnh của ông ta còn Đường Tuấn chỉ dùng một châm liền giải quyết. Càng buồn cười hơn chính là, hai người này lại còn dám nói ra những lời này đối với Đường Tuấn. Cơ thể Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư run lên, nói chắc lão, ông. Trác Bình ưỡn cơ thể một cái, một khí thế mạnh mẽ phát ra. Hàn Đại Sư và Cao Đại Sư lùi lại mấy bước, vết thương của Trác Bình vậy mà thật sự đã khỏi rồi. Trác Bình nói, Đường Tuấn đã giúp tôi chữa khỏi bệnh so với mấy người y thuật của anh ta chắc chắn cao hơn chuyện hôm nay tôi nghĩ mấy người đừng có nảy sinh suy nghĩ gì hàn đại sư và cao đại sư cũng được xem là nổi tiếng trong giới y học lại có chút tình nghĩa với gia đình nhà họ trác trác bình không muốn hai người họ đắc tội với đường tuấn nên mới nhắc nhở nhưng bọn họ hiểu ý tứ trong lời nói của anh hay không anh cũng lười để ý anh ta bây giờ vô cùng kính nể đường tuấn trong lòng đã xem anh như cường giả thậm chí còn cao hơn Đương nhiên, đây chỉ là Trác Bình tự suy đoán, thậm chí có thể nói đây là trực giác, nhưng loại trực giác này trước đây đã đã cứu hắn rất nhiều lần. Vì vậy, đối mặt với Đường Tuấn, Trác Bình lựa chọn cúi đầu, không dám có bất kỳ ý nghĩ gì. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 2090.